Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé Hoa sen thập tự, Phật vận ngập trời Sở hưu cũng tu luyện ngọn lửa diệt thế Đương nhiên y biết rốt cuộc khắc tinh của ngọn lửa diệt thế là gì Có thể nói lực lượng của thập tự liên hoa ấn có sát thương cực hạn đối với ngọn lửa diệt thế Ngọn lửa diệt thế quanh người âm Đà La tịch diệt với tốc độ mắt thường thấy được Dưới Phật quang vô tận chiếu rọi, lực lượng của nó không ngừng tiêu tán, Cuối cùng để lộ thân hình của bản thân âm Đà La. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay âm Đà La ra ngoài, nhưng ngay sau đó Sở Hưu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Thật ra xét theo lực lượng nội tình, âm Đà La vẫn mạnh hơn y, dù sao đối phương cũng là võ tiên ngũ trọng thiên. Nhưng sau đòn vừa rồi, ngọn lửa diệt thế tịch diệt, âm Đà La thậm chí không phản kích chút nào, điều này thật kỳ quái. Ngay sau đó, ma diễm và Phật quang đồng thời lan tỏa quanh người Sở Hưu, thánh ma bất diệt thân được y thi triển tới cực hạn khoảnh khắc này sở hưu như ma thần thượng cổ hàng lâm thống lĩnh hai loại lực lượng cực hạn quang ám không biết từ lúc nào hư không xung quanh sở hưu đã nứt ra từng luồng lửa diệt thế như sợi tơ đen bao phủ lấy người y không ngờ thân hình âm đà la lại xuất hiện sau lưng y còn âm đà la lúc trước hóa thành ngọn lửa diệt thế tiêu tán triệt để con mắt sở hưu lập tức nheo lại tên này chẳng khác nào rót đầy ngọn lửa diệt thế vào người mình thậm chí có thể trao đổi thân thể tới mức khó phân thật giả đúng là khó đối phó ngay sau đó Từng sợi tơ lửa diệt thế đột nhiên co rụt lại, bao phủ Sở Hưu vào trong. Nhưng Phật quang và ma diễm đồng thời bùng lên quanh người Sở Hưu, lực lượng cường đại phá tan toàn bộ sợi tơ lửa diệt thế kia, tạo thành từng tiếng nổ lớn. Chuyện này cũng là nhờ Sở Hưu phản ứng nhanh chóng, hơn nữa Thánh Ma Bất Diệt Thân có sức phòng ngự kinh người, nếu đổi lại là người khác chắc đã bị chiêu này đánh trọng thương. Thân thể cứng rắn thật. Âm Đà La liếm khóe miệng, sát ý chiến ý như tràn ra khỏi mắt đã rất lâu rồi hắn không gặp đối thủ khó chơi như Sở Hưu, võ giả cùng cấp thì hắn gần như không phải sợ, thậm chí võ giả cao hơn một trọng thiên hay hai trọng thiên mới xứng làm kẻ địch của hắn. Nhưng bây giờ, một kẻ còn yếu hơn hai trọng thiên như Sở Hưu lại khiến y cảm thấy khó đối phó. Âm Đà La không thấy phẫn nộ, chỉ cảm thấy rất mới lạ, cùng với rất muốn giết y. Ngay sau đó, Âm Đà La đột nhiên nhảy múa, theo một điệu nhảy yêu mị kỳ dị. Tướng mạo của Âm Đà La vốn đã cực kỳ tuấn mỹ yêu kiều, thậm chí tới mức khó phân biệt giới tính, thân hình của hắn cũng cực kỳ xinh đẹp tinh tế, nhảy một điệu yêu kiều như vậy khiến người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Nhưng Sở Hưu lại lập tức cảm thấy không đúng. Từ điệu múa đó, y cảm thấy một cảm giác cảnh giới của tử vong và hủy diệt. Không đợi y có hành động gì, điệu múa của Âm Đà La càng lúc càng nhanh, nhìn lại thì hắn như mọc ra tám cánh tay, ngọn lửa diệt thế như cánh sen, bắt đầu rơi xuống theo điệu múa của hắn, thế giới cũng dần dần sụp đổ. Lấy Âm Đà La làm trung tâm, thế giới từ từ sụp đổ, không gian bị xé rách, thời gian bị vặn vẹo, ngay cả quy tắc cũng tan thành mây khói, mọi thứ như diệt thế. Đây là thần thông truyền thừa của Shiva điện, Diệt thế chi vũ. Trong truyền thuyết thần hủy diệt Shiva đã nhảy điệu múa này, thế giới hủy diệt dưới điệu múa của hắn. Sở Hưu cũng nằm trong phạm vi sụp đổ này, không thể vận dụng bất cứ lực lượng nguyên khí nào, thậm chí không thể điều động lực lượng quy tắc. Ngay sau đó, thân hình Sở Hưu đột nhiên tăng vọt, hóa thành người khổng lồ cao trăm ngàn trượng, chống lên thiên địa sắp tịch diệt này. Âm Đà La có thể diệt thế, y có thể khai thiên. Sau khi sở hữu thi triển pháp thiên tượng địa, thân thể khổng lồ trực tiếp xé rách vùng thiên địa tịch diệt này, khiến lực lượng tịch diệt lan tràn ra bên ngoài. Thức thần thông diệt thế chi vũ đúng là cực kỳ bá đạo, có thể tịch diệt mọi thứ trong một khoảng không gian, kể cả lực lượng quy tắc. Nhưng chính vì vậy, phạm vi của thức thần thông này không lớn, chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Sau khi sở hữu phình lớn xé rách thế giới, lực lượng đó lan tỏa bước nhảy của âm đà la càng lúc càng nhanh sắc mặt càng lúc càng trắng bệch cuối cùng hắn đành phải ngừng nhảy còn tiếp tục chưa biết sở hưu có chết không nhưng chính hắn lại không chịu nổi Siva điện là hiếu chiến nhất âm đà la càng như vậy cuộc đời hắn đã gặp rất nhiều đối thủ có nhiều võ giả của thiên la bảo tự ba vực các cũng có không ít nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp người như sở hưu có thế nào hắn cũng không ngờ nổ sở hưu lại có thể dùng thủ đoạn công kích trực tiếp nực cười như vậy ép hắn ngừng diệt thế chi vũ lúc này sở hưu cũng thu hồi trạng thái pháp thiên tượng địa lắc đầu nói uy lực thì không tệ đáng tiếc biến hóa không đủ mỗi môn công pháp của phạm giáo các ngươi đều có uy lực không tệ nhưng sử dụng nhiều công pháp cùng thuộc tính như vậy lại có vẻ khô khan ánh mắt âm đà la lóe lên vẻ giận dữ ngươi mà xứng bình phẩm công pháp của phạm giáo ta giết ngươi là xứng sở hưu tay niết ấn quyết lục đạo xa bà chúng rượu hoa luân được thi triển trực tiếp bao phủ lấy âm đà la lực lượng của âm đà la rất dễ bị nhìn thấu Sở Hưu chỉ giao thủ với hắn hai lần mà đã nắm được con đường võ đạo của hắn. Uy lực thì có thừa nhưng biến hóa không đủ, không phải Sở Hưu đang giễu cợt hắn mà đang nói sự thật. Lực lượng Lục đạo luân hồi liên tục rũi ra, lực lượng thiên nhân đạo hóa thành thần uy mênh mông vô ngần, trực tiếp trấn áp hắn tại chỗ. Lực lượng Ngạ Quỷ đạo thôn tính hết thảy, thậm chí ngọn lửa diệt thế cũng bị hấp thu, lực lượng kỳ dị của nhân gian đạo mài mòn thân thể của hắn. Quan trọng nhất là Lục đạo luân hồi như thật như ảo, tương tự cũng ảnh hưởng tới nguyên thần của hắn. Lần trước sở hưu đã thi triển muôn công pháp này cũng đã khiến âm Đà La có ấn tượng sâu sắc. Cho nên sau khi trở về âm Đà La vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào mới có thể phá vỡ lục đạo sa bà trúng rượu hoa luân của sở hưu. Nhưng âm Đà La suy nghĩ suốt một tháng, cuối cùng không ngờ lại bi ai phát hiện, trên phương diện võ kỹ đơn thuần, hắn lại không cách nào phá giải chiêu này. Bởi vì xét theo một số góc độ, tức công pháp lục đạo sa bà trúng rượu hoa luân có thể gọi là một bộ công pháp hoàn hảo lực lượng lục đạo luân hồi không giống nhau nhưng lại có cương có nhu sở hữu cả chính tà kỳ quỷ sáp nhập thôn tính lục đạo luân hồi tới cuối cùng tạo thành một vòng tròn hoàn hảo không có sơ hở nào hơn nữa lực lượng lục đạo luân hồi nhắm vào thân thể đồng thời còn có một luồng lực lượng nhắm vào nguyên thần khiến ngươi không cách nào phản kháng vốn dĩ không thể tìm ra phương pháp phá giải nhưng trong thiên hạ này không có gì là hoàn hảo âm đà la suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng nghĩ ra muốn phá lục đạo xa bà chúng rượu hoa luân của sở hưu chỉ có một cách đó là dùng lực lượng tuyệt đối phá vỡ. Hai tay áo âm Đà La đột nhiên nổ tung, để lộ đôi tay khác đầy hình xăm. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, trong hai tay hắn, một cái khắc gió bão, một cái khắc lôi điện. Sau đó hai cánh tay hắn múa lên, gió bão sấm sét vô tận càn quét giữa không trung, phá tan hết thảy, tịch diệt mọi thứ, lại một cảnh tượng như diệt thế. Đây cũng là thần thông truyền thừa trong Shiva điện, phong bạo chi vũ, nghe nói trong số lực lượng mà Shiva nắm giữ có cả gió bão và sấm sét khi diệt thế gió bão sấm sét tung hoành triển khai diệt thế thế chi vũ tuy phong bạo chi vũ lần này không cường đại bằng diệt thế chi vũ nhưng phạm vi lại rất lớn trực tiếp khiến lực lượng lục đạo luân hồi tan vỡ nhưng sau khi sử dụng phong bạo chi vũ sắc mặt âm đà la cũng tái nhợt tuy trước đó sắc mặt hắn đã rất trắng nhưng không phải như lúc này trắng bệch chẳng khác nào bị bệnh sở hưu nheo mắt hai thức thần thông âm đà la đã sử dụng hai thức thần thông truyền thừa của siva điện có lẽ lúc này lực lượng của hắn đã tiêu hao gần tới cực hạn tuy sở hưu vẫn còn thanh thiên chiếu ảnh nhưng y không định sử dụng y cũng đã vận dụng hai thức thần thông nhưng vì thập tự liên hoa ấn tiêu hao khá ít cho nên thực ra y không mất nhiều sức lực như âm đà la nơi này là tây vực là địa bàn của phạm giáo rốt cuộc chiến tranh giữa phạm giáo và thiên la bảo tự sẽ ra sao kết quả vẫn còn là ẩn số cho nên sở hưu sẽ không liều mạng trong tình huống như vậy huống chi đối phó với một âm đà la đã bị hắn làm cho hao tổn tới cực hạn vốn không cần phải liều mạng sở hưu lại giơ tay kết thập tự liên hoa ấn Phật liên khổng lồ nở rộ, Phật quang màu vàng bao phủ toàn thân Âm Đà La. Loại thần thông như thập tự liên hoa ấn có lực sát thương cực lớn đối với Âm Đà La, thậm chí không kém hơn tịnh liên Phật quang của Thiên La Bảo Tự. Cho dù Âm Đà La sử dụng ngọn lửa diệt thế xé rách không gian, trốn vào trong không gian nhưng vẫn bị lực lượng của thập tự liên hoa ấn trực tiếp đánh ra. Đợt này nối tiếp đợt kia, Sở Hưu thi triển liền ba lần thập tự liên hoa ấn, đánh cho Âm Đà La miệng phun máu tươi, sắc mặt kinh hãi và không thể tin tưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sở Hưu đã sử dụng thần thông bao nhiêu lần, 5 lần hay 6 lần. Thần thông không phải võ kỹ, sử dụng thần thông nhiều lần như vậy, lực lượng tiêu hao đủ rút sạch một võ tiên ngũ trọng thiên, sao Sở Hưu lại có thể liên tục sử dụng thần thông cấp bậc này? Đây rõ ràng là sử dụng thần thông như võ kỹ, tuyệt đối không thể nào. Ở phía khác, cung chủ Liên Hoa Thần Cung, Anatela đang cực kỳ thê thảm, bị Ngụy Thư Nhai áp đảo tới mức không ngẩng đầu lên được. Tuy hắn có tu vi võ tiên tam trọng thiên nhưng thực tế đã rất già, thậm chí không phát huy được 8 phần 10 thực lực của mình khi ở trong trạng thái đỉnh phong. Còn Ngụy Thư Nhai tuy cũng già nhưng đó là vì lão vẫn giữ dung mạo của mình khi ở cảnh giới chân hỏa luyện thần. Khi đột phá cảnh giới thiên địa thông huyền, Ngụy Thư Nhai đã nhận thêm tuổi thọ, sau đó lão lại bước lên cảnh giới võ tiên, tuổi thọ lại tăng cường. Cho nên chỉ cần Ngụy Thư Nhai muốn, lão hoàn toàn có thể khôi phục bộ dạng của bản thân khi ba 40 tuổi, biến thành ngọc diện thiên ma tuấn lãng năm xưa. Đáng tiếc Ngụy Thư Nhai lại nói mình giữ bộ dạng này quen rồi, có nói thế nào cũng không muốn biến trở lại trong cô luân ma giáo chưa ai từng thấy gương mặt thật sự của ngụy thư nhai kể cả trừ vô kỵ đi theo lão sớm nhất cho nên trong cô luân ma giáo mọi người đều rất hiếu kỳ về gương mặt ngụy thư nhai lúc còn trẻ một võ tiên nhất trọng thiên đang lúc trắng liên đấu với một võ tiên tam trọng thiên đã già nua đương nhiên không thành vấn đề từ nhất trọng thiên đến tam trọng thiên chỉ là giai đoạn ổn định cảnh giới thực lực không có tăng cường về chất lúc này anatella thấy âm đà la đã bị sở hưu áp đảo tới như vậy hắn không khỏi giận dữ hết lớn mờ đà la ngươi là ngu ngốc hay sao đánh không lại còn đánh làm cái gì trốn đi mau trốn đi bỏ chạy tới chỗ lâu na già điện chủ và diêm ma điện chủ báo cho bọn họ mọi chuyện ở đây ngụy thư nhai lạnh lùng nói ngươi còn lo cho hắn nên lo cho chính mình trước đã anatella phân tâm như vậy không biết từ lúc nào một vệt lửa mảnh khảnh đã xuất hiện cách cổ hắn ba tấc tất cả mọi lực lượng bao gồm cả lực lượng quy tắc đều bị vệt lửa mảnh khảnh như hư vô đó cắt đứt ngay sau đó Vệt lửa thu lại, Anatela trợn tròn hai mắt nhưng không thể nhắm lại. Vì cái đầu hắn đã bị vệt lửa kia cắt xuống. Lúc này tiếng cảnh cáo và cái chết của Anatela không ảnh hưởng được tới Âm Đà La, vì hắn đã đánh tới đỏ cả mắt. "Trốn, Âm Đà La ta sẽ không trốn, phó điện chủ của Siva điện làm sao lại trốn được? Nếu ta bỏ trốn, cho dù bước vào U Minh, có mặt mũi đâu gặp Siva đại thần. Ta còn chưa thua." Sau câu nói cuối cùng của Âm Đà La, ngọn lửa diệt thế khắp toàn thân hắn ngưng tụ tới mi tâm không ngờ lại hóa thành một lưỡi đao nhỏ. Đó là lưỡi đao do ngọn lửa diệt thế tinh thuần nhất ngưng tụ thành, vậy mà lại cắt vào mi tâm của hắn, vạch ra một vết máu. Nhưng vết máu này không chảy dầm tạo thành một con mắt dọc, một con mắt dọc hoàn toàn bằng ngọn lửa diệt thế. Con mắt thứ ba của Shiva. Con mắt thứ ba tỏa ra ngọn lửa diệt thế, diệt sạch thế giới. Chuyện này nằm ngoài dữ liệu của sở hưu, y cũng không ngờ trong tay âm Đà La còn có môn thần thông thứ ba. Phải biết thật ra đa số võ tiên chỉ nắm giữ một môn thần thông, số người biết tới hai môn cũng rất ít với cảnh giới của âm đà la có thể nắm giữ hai môn thần thông là xứng với thực lực của hắn nhưng sở hữu ba môn là nằm ngoài dự liệu ngay khi con mắt thứ ba của shiva xuất hiện sở hữu cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tới cực hạn thậm chí lúc này y có muốn dùng thanh thiên chiếu ảnh cũng không kịp thanh thiên chiếu ảnh chỉ hủy đi thân thể của âm đà la nhưng bây giờ thần thông của hắn đã thành hình có chém âm đà la cũng vô dụng đúng lúc này trong con mắt thứ ba tỏa ra vô số ngọn lửa diệt thế những nơi nó đi qua mọi thứ đều bị thôn tính, chỉ để lại một khoảng trống không có bất cứ lực lượng gì, không tồn tại bất cứ quy tắc nào, đây mới thật là diệt thế. Khoảnh khắc này, ma khí khắp người đều được sở hữu điều động, lực lượng quy tắc ẩn hiện trong lĩnh vực, ngưng tụ ma khí, vận dụng tạo hóa ma đạo, diễn hóa ra nguyên thủy ma quật vô biên. Đây là nguyên thủy ma quật chân chính, bên trong là ma khí tung hoành, cứ như mọi lực lượng cực âm đều hội tụ ở nơi đây. Nhưng kỳ dị nhất là từ trong nguyên thủy ma quật đó cũng dâng lên vô số ngọn lửa diệt thế hai luồng lửa diệt thế va chạm kịch liệt trong nguyên thủy ma quật không ngờ lại dung hợp với nhau bắt đầu lớn mạnh cuối cùng thậm chí phủ kín toàn bộ nguyên thủy ma quật âm đà la sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cười ha hả nói dùng ngọn lửa diệt thế đối phó với ngọn lửa diệt thế sở hưu đầu óc ngươi chóng váng rồi hay sao ngọn lửa diệt thế của ngươi làm sao địch nổi ngọn lửa diệt thế trong con mắt thứ ba của shiva đại thần sở hưu không nói gì mà dốc toàn lực bộc phát ngọn lửa diệt thế ngay lúc ngọn lửa diệt thế kia sắp khiến cho nguyên thủy ma quật tan vỡ nó lại đột nhiên phát sinh biến hóa một điểm sáng đen xuất hiện trong ngọn lửa diệt thế cuối cùng như đốm lửa thiêu dụi thảo nguyên càng ngày càng nhiều cuối cùng trực tiếp nhuộm ngọn lửa diệt thế màu đen thành màu trắng toát chiếu sáng toàn bộ nguyên thủy ma quật trong ma khí u ám màu trắng đan dệt một chồi non xanh biếc đột nhiên hiển hiện giữa hư không ngay khoảnh khắc đó con mắt thứ ba trên trán âm đà la ầm ầm nổ tung trong tịch diệt vô biên lại tạo ra một luồng sinh cơ tựa như cọng rơm cuối cùng, hoàn toàn hạ gục âm Đà La. Con mắt thứ ba của Shiva vỡ vụn, thậm chí hai mắt hắn cũng chảy ra máu tươi, nhưng ngoài miệng vẫn lầm bầm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sở Hưu sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn vung tay, trong nguyên thủy ma quật, tất cả ngọn lửa diệt thế đều tê mát chỉ để lại một chồi non thật sự rơi xuống tay y, tạo hóa. Giờ khắc này Sở Hưu mới thật sự hiểu được ý nghĩa của hai chữ tạo hóa. Chồi non xanh biếc kia không biết là loại thực vật gì, có lẽ nó không là gì chỉ đại biểu cho tạo hóa sinh cơ trong khoảnh khắc đã dung nhập vào tay sở hưu ngay sau đó sở hưu bỗng cảm thấy bản nguyên âm dương trong người mình bỗng phát ra một chấn động rất nhỏ nhỏ hơn khi bọn chúng dung hợp nhiều nhưng chỉ chớp mắt thôi tất cả tiêu hao lúc trước của sở hưu đã khôi phục sắc mặt trở nên hồng hào hơn hẳn luồng lực lượng đó chảy khắp toàn thân tuy không giúp sở hưu thăng cấp lên võ tiên tứ trọng thiên nhưng lại khiến y hiểu ra điều gì đó nhìn âm đà la trước mặt sở hưu không vội vàng giết chết hắn dù sao nhờ có hắn nên lúc cuối cùng mình mới lĩnh hộ. Sở Hưu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói, không thể nào ư? Thế gian này không có gì là không thể, chỉ là ngươi quá cực đoan mà thôi. Vạn vật trong thế gian, âm dương hòa hợp, bản thân vốn là một luân hồi, nào có thứ gì chỉ có thể hủy diệt. Ngọn lửa diệt thế, sau khi diệt thế mới có thể sáng thế. Trong cực hạn u ám mới ẩn tàng tạo hóa sinh cơ thật sự, còn ngươi chưa bao giờ phát hiện, hay nên nói là ngươi không muốn phát hiện. Âm Đà La, từ đầu ngươi đã đi sai đường rồi ngươi có thể bước vào cảnh giới võ tiên nhưng không thể đi tới đỉnh phong âm đà la khàn cuống họng phát ra tiếng cười quái dị ta sai rồi ta sẽ không sai làm sao ta lại sai được sở hưu ngươi không thắng vì ngươi không giết được ta sau khi âm đà la dứt lời chút lực lượng cuối cùng của hắn ngưng tụ thành ngọn lửa diệt thế nhưng lại là thiêu đốt bản thân mình mang theo tiếng cười quái dị chỉ trong khoảnh khắc âm đà la đã tự đốt mình thành cho bụi sở hưu kinh ngạc trước mặt y âm đà la thả tự sát cũng không thừa nhận là mình thua đúng là chấp nhất hay nên nói là cố chấp nhìn đống cho bụi dưới đất sở hưu lắc đầu nói hóa thành bùn xuân càng vệ hoa ngươi dùng ngọn lửa diệt thế của đốt chính mình thành cho bụi mấy tháng sau nơi này sẽ cực kỳ tươi tốt đây chẳng phải một luân hồi ư thật ra ngươi đã biết đáp án chẳng qua không muốn tin mà thôi người cố chấp sẽ đi càng xa càng nhanh nhưng tương tự nếu người cố chấp đi lên một con đường sai lầm hắn sẽ chết càng thảm hại sau khi hai đại võ tiên trong Vishnu điện bị giết chết, những võ giả còn lại thậm chí không thể chống cự, lao nhau kêu gào bỏ trốn. Nhanh chóng truy sát, nhưng đừng đuổi sâu quá, những người khác vào trong Vishnu điện, lấy hết tất cả những thứ gì có thể lấy được. Đây là Vishnu điện, một trong tam đại điện của Phạm giáo, trong đó có vô số báu vật, chỉ riêng những tài nguyên đó cũng đủ khiến y kiếm đầy chậu đầy bát rồi. Đương nhiên hiện tại thứ Sở Hưu muốn có nhất không phải chúng, mà là bản nguyên. Nhưng đám người Sở Hưu lục soát toàn bộ Vishnu điện, phát hiện không ít bảo vật, ngay cả mật thất sâu nhất trong Vishnu điện cũng bị Viên Cát đại sư và Triều Hoàng phá vỡ, nhưng bên trong vẫn không có bản nguyên. Sở Hưu nhíu mày, chẳng lẽ tin tức của gã mập tư không đàm lại sai lầm, bản nguyên cực dương của Đại La Thiên không nằm trong Vishnu điện của Phạm giáo. Trong Vishnu điện có còn ai sống không? Lục Giang Hà dẫn một võ giả để hai nhúm ria mép, có cảnh giới thiên địa thông huyền đi tới nói, chỉ còn một kẻ này. Phần lớn đám người Vishnu điện này thật sự không sợ chết, chỉ có tên này là tham sống sợ chết đầu hàng lúc này võ giả kia nhìn về phía lục giang hà còn có vẻ ấm ức không hàng thì các ngươi giết chết ta hàng thì các ngươi nói ta tham sống sợ chết hóa ra có làm cách nào thì ta cũng chẳng phải người trong phạm giáo ngươi có chức vụ gì sở hưu trầm giọng hỏi người trung niên kia vội vàng nói tại hạ là cung chủ huyễn hoặc thiên vương cung các tần là sở hưu nhíu mày có vẻ như y có duyên với huyễn hoặc thiên vương cung lần này gặp một võ giả không ngờ lại là người của huyễn hoặc thiên vương cung ngươi có biết vishnu điện cất giữ bản nguyên ở đâu không cát tân la nghi hoặc hỏi bản nguyên bản nguyên gì lục giang hà hừ lạnh một tiếng ngưng tụ khí huyết trong tay thằng nhãi kia ngoan ngoãn chút đi nếu ngươi dám không nói thật bản tọa có một vạn thủ đoạn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong cát tân la vội vàng nói ta thật sự không biết ta ở trong phạm giáo nhiều năm vốn chưa từng nghe tới hai chữ bản nguyên sở hưu vung tay ra hiệu cho lục giang hà đừng động thủ có lẽ hắn không biết thật có tu vi thiên địa thông huyền, hơn nữa đối phương còn là cung chủ một thần cung, thân phận này đặt bên ngoài đã coi là một đại nhân vật, nhưng hiển nhiên trong phạm giáo, hắn vẫn chưa thật sự tiếp xúc với những gì cơ mật thật sự. Cho nên Sở Hưu đổi cách nói khác, mô tả đại khái hình dạng của bản nguyên cho các tân la, đối phương lập tức hiểu ra nói, hóa ra ngài đang nói tới sáng thủy thần vật. Sáng thủy thần vật các tân la gật đầu nói, dù sao điện chủ Vishnu điện đời trước nói với chúng ta như vậy, vật này là thần sáng thế lưu lại chỉ có tam thần của phạm giáo ta mới có thể nắm giữ bây giờ chúng ta nhận được một bộ phận nhưng từ đầu tới cuối chúng ta không cách nào sử dụng lực lượng trong đó hơn nữa một khi vận dụng không tốt ngay võ tiên cũng không chịu nổi chấn động lực lượng tỏa ra bao năm qua vishnu điện ta vì nghiên cứu sáng thủy thần vật đã tổn thất tới năm vị võ tiên số võ giả cảnh giới thiên địa thông huyền và võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần còn nhiều không đếm xuể vậy bây giờ sáng thủy thần vật đang ở đâu các tân la thận trọng đáp trong tổng bộ của phạm giáo ta cái gì? Sao lại trong tổng bộ phạm giáo? Các tân la nói, trước đó điện chủ tân già la bị ngài giết chết, Vishnu điện không có điện chủ, cảm thấy đặt sáng thủy thần vật trong Vishnu điện là không an toàn, cho nên được chuyển tới tổng bộ phạm giáo. Sở hưu nhíu mày, đúng là y không để ý tới điều này. Bản nguyên quý giá là vậy, Vishnu điện còn không có điện chủ, làm sao giữ an toàn cho bản nguyên? Vậy ghi chép của các ngươi về việc nghiên cứu sáng thủy thần vật có bị chuyển về tổng bộ phạm giáo không? Các tân la nói, cái này thì không. Sở Hưu vung tay nói, đem tất cả những nghiên cứu liên quan tới sáng thủy thần vật và tất cả điển tịch cơ mật ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên ngươi cũng đừng nghĩ tới chuyện trở về phạm giáo. Cát Tân La lập tức thở phào một tiếng. Nhưng nói thật, hắn cũng không muốn về phạm giáo. Hắn đã tham sống sợ chết đầu hàng, còn bán đi nhiều cơ mật của phạm giáo như vậy. Bây giờ mà trở lại phạm giáo, một khi bị phát hiện, thứ đang chờ đợi hắn là hơn một ngàn loại cực hình của phạm giáo. Các tân la chạy đi tìm kiếm những ghi chép nghiên cứu, nhưng lúc này tâm thần của sở hưu lại hơi động, y hỏi tâm ma, chẳng phải ngươi muốn dùng cường giả võ tiên chế tạo thân thể ư, vừa vặn nơi này có một bộ. Tuy âm đà la đã thành cho bụi, nhưng Anatela bị ngụy thư nhai chặt đầu, thân thể vẫn hoàn chỉnh. Tâm ma lại thấy ghét bỏ, hắn giả quá rồi. Chật, sao ngươi lắm yêu cầu thế, cho dù dùng cường giả võ tiên chế tạo một thân thể cho ngươi, ngươi cũng chỉ phát huy được thực lực cảnh giới thiên địa thông huyền, nhưng giới hạn sức mạnh lại trở thành võ tiên. Chỉ cần ngươi tự lĩnh ngộ được lực lượng quy tắc, ngươi bước vào cảnh giới võ tiên sẽ dễ dàng hơn võ giả khác nhiều. Tâm Ma gật đầu nói, nếu thế thì cũng được, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì? Sở Hưu sững sờ, sao ngươi biết ta muốn ngươi làm việc? Tâm Ma cười lạnh nói, ta ở trong đầu ngươi bao lâu như vậy, tính cách ngươi ra sao chẳng lẽ ta còn không biết? Con người là phức tạp nhất, nhưng Sở Hưu ngươi còn phức tạp hơn đa số mọi người. Theo những gì ta biết về ngươi, nếu ngươi không muốn ta làm một chuyện gì đó, ngươi sẽ tuyệt đối không đồng ý giúp ta chế tạo thân thể. Sở hưu lắc đầu nói, dù sao chúng ta cũng quen biết nhiều năm, không ngờ ngươi lại nghĩ về ta như vậy, thật khiến ta đau lòng thất vọng quá. Nhưng sở hưu lại lập tức đổi giọng nói, nhưng đúng là ta có một vấn đề nhỏ muốn nhờ ngươi giúp. Tâm ma lại không có vấn đề gì, nói đi, ta đâu phải ngươi, ngươi còn chơi kế vật với ta làm gì. Con người có cảm xúc, nhưng đối với tâm ma hiện tại, hắn không có cảm xúc gì, chỉ dùng thái độ lạnh lùng nhất tính toán được mất hắn luôn đi theo sở hưu từ khi rời khỏi nguyên thủy ma quật có thể nói sở hưu chính là chủ nhân của hắn bây giờ sở hưu giúp hắn chế tạo thân thể xem như trả tự do cho hắn nhưng đối với hắn có lợi nhất vẫn là đi theo sở hưu cho nên hắn thật sự không cần suy nghĩ nhiều chuyện linh tinh như vậy theo những gì hắn biết về sở hưu chỉ cần hắn không phản bội sở hưu sẽ tuyệt đối không bạc đãi hắn còn đối với bản thân hắn hiện tại hắn không có bất cứ lý do gì để phản bội sở hưu Sở Hưu chỉ các Tân La đang chạy lung tung tìm đồ. Sau này kẻ đó không thể trở lại Phạm Giáo, cho nên chuyện ta cần ngươi làm rất đơn giản. Sau khi chế tạo thân thể, ngươi phục chế trí nhớ của hắn, ta biến thân thể thành bộ dạng của hắn. Ngươi giả bộ như người sống sót trở về Phạm Giáo. Từ nay về sau ngươi chính là cung chủ Huyễn hoặc Thiên Vương cung trực thuộc Vishnu Điện của Phạm Giáo. Tâm Ma lại gật đầu nói, hiểu rồi. Tức là muốn ta đi làm gián điệp hả? Nhưng tên này xấu xí quá, với lại ngươi dùng chiêu này nhiều lần rồi, còn tác dụng không. Sở Hưu híp mắt nói, xấu một chút cũng không sao, sau khi xong chuyện ta sẽ thay đổi dung mạo giúp người. Ngoài ra chiêu số cũ hay mới không quan trọng, có tác dụng là được, thủ đoạn gì hữu dụng hơn ghim vào nội bộ kẻ địch. Hơn nữa đây không chỉ là gián điệp, có lẽ phạm giáo sẽ nghi ngờ một kẻ ngoại lai, nhưng bọn chúng sẽ không nghi ngờ người mình. Trong Vishnu điện, xung quanh là thi thể võ giả Vishnu điện, trong hoàn cảnh này Sở Hưu dùng ma khí vô biên bao phủ thân thể của Anatela ma khí sắc bén như lăng trì ép sạch máu tươi trong thi thể ra phối hợp với hoàn cảnh xung quanh khiến sở hưu như tên biến thái cuồng sát nhưng đây là trình tự cần thiết sở hưu cũng không có cách nào khi những máu tươi kia ngưng tụ ma khí vô biên tràn vào máu tươi kia chỉ trong chớp mắt máu tươi đó như sống lại không ngừng vặn vẹo lực lượng của tạo hóa ma đạo cực kỳ thần dị trước đó sở hưu luôn coi tạo hóa ma đạo là một loại công pháp để tu luyện thậm chí tạo hóa thiên ma kinh mà thiên la bảo tự đưa cho sở hưu cũng vậy tuy nó giúp sở hữu lĩnh ngộ sâu hơn một tầng nhưng thực tế chỉ là bề nổi tạo hóa ma đạo chân chính là một trong những đại đạo nhắm thẳng tới bản nguyên ma đạo tạo hóa âm dương vốn là tương thông ma khí âm tà tới cực điểm lại có thể giao phó cho máu tươi luồng sinh cơ mới tạo thành một hình người cuối cùng đường nét chậm rãi hiện ra không ngờ lại không khác gì các tân la chỉ có khí tức hơi khác biệt cái này thì không quan trọng đợi tâm ma đọc được ký ức đối phương với năng lực của tâm ma đương nhiên có thể mô phỏng khí chất thần thái vân vân sở hưu vuốt cầm tùy ý lấy một bộ quần áo của người chết phủ lên bằng không quá cay mắt lực lượng nguyên thần bao bọc lấy thân thể kia sở hưu trực tiếp chuyển tâm ma sang chỉ trong chốc lát thân thể đó đã như có tinh khí thần trở nên sống động hơn hẳn tâm ma còn thấy mất tự nhiên thư giãn thân thể ban đầu còn thấy cứng nhắc nhưng chỉ vài giây sau đã thích ứng tâm ma đã hấp thu vô số ký ức của võ giả tuy đây là lần đầu tiên hắn điều khiển thân thể người nhưng vẫn không thành vấn đề một lúc lâu sau các tân la ôm một đống đồ về sau khi thấy tâm ma lập tức sừng sốt sắc mặt đờ đẫn sở hưu chỉ vào tâm ma nói từ nay trở đi hắn sẽ thay ngươi làm việc trong phạm giáo cho nên ngươi không cần lo lắng chuyện mình phản bội phạm giáo bị phát hiện trong lòng ngương thần tĩnh khí giao toàn bộ ký ức của ngươi cho hắn đi ngươi là huyễn hoặc thiên vương cung chắc cũng biết nên làm thế nào các tân la khẽ gật đầu thận trọng mở rộng tâm thần giao toàn bộ trí nhớ của mình cho tâm ma sở hưu nhìn qua xung quanh hỏi đã lấy hết chưa lục giang hà cười khà khà nói cái này là sở trường của ta can đoan vơ vét sạch sẽ không còn sợi lông nào để lại cho phạm giáo trước khi gia nhập cô luân ma giáo lục giang hà chính là thủy tặc đây đúng là sở trường của hắn sở hưu gật đầu trầm giọng nói vậy tất cả rút lui thôi tránh cho đêm dài lắm mộng sở hưu vung tay lập tức dẫn người rút lui trước khi đi hắn còn bóp nát trận bàn truyền tin mà thiên la bảo tự đã đưa cho báo với họ bên mình đã hoàn thành sau khi bên phía sở hưu đi khỏi tâm ma hay nên nói là các tân la thư giãn tay chân, cười khà khà hai tiếng rồi đi về phía tây. Từ giờ trở đi, hắn chính là cung chủ các tân la của phạm giáo huyễn hoặc thiên vương cùng. trong chiến trường tây vực phạm giáo và thiên la bảo tự chém giết với nhau, toàn bộ chiến trường vang dội tiếng chém giết, lực lượng quy tắc đã bị đảo loạn hoàn toàn. thật ra nhân số hai bên trên lệch không nhiều nhưng bên phía phạm giáo đã rơi xuống hạ phong, đương nhiên cũng không phải thua thiệt quá nhiều. võ giả phạm giáo biết lần này bên mình yếu thế, cho nên như nổi điên liều mạng chém giết ngược lại có chút dáng vẻ máu lửa hùng dũng khí thế. Còn chuyện khiến Phạm Giáo nghi hoặc là lần này bên Thiên La Bảo Tự lại không tập trung ra tay, ngược lại khi đối thủ liều mạng thì Phạm Giáo lại nhượng bộ, chuyện này khiến võ giả Phạm Giáo thấy khá khó hiểu. Nếu xét tới lực lượng ý chí, Thiên La Bảo Tự không hề kém hơn Phạm Giáo bọn họ, đặc biệt là đám hòa thượng Thiên La Bảo Tự này, ai nấy cực kỳ cứng đầu, sao bây giờ lại sợ chết? Nhưng không đợi bọn họ nghĩ ra lý do, Tề Thiện Thiền sư đột nhiên cảm thấy gì đó, miệng niệm một tiếng Phật hiệu vang dội. Chớp mắt đã lan khắp toàn bộ chiến trường. Nghe tiếng niệm Phật này, tất cả võ giả Thiên La Bảo Tự lập tức rút lui về phía sau, cực kỳ trật tự rời khỏi chiến trường. Phạm Giáo vốn đang trong thế yếu, đương nhiên không ra tay truy sát, nhưng bọn họ đều ngây ngốc, không biết Thiên La Bảo Tự đang làm cái quỷ gì. Đánh được nửa trận, hơn nữa còn đang chiếm ưu thế, sao lại ngừng đánh, thế này là thế quái nào? Sau khi xác nhận Thiên La Bảo Tự rút lui, Diêm Ma từ bộ dạng thanh niên tuấn mỹ biến thành lão già thấp bé, hắn khàn giọng nói: rốt cuộc đám lừa chọc thiên la bảo tự này đang có ý gì hai bên còn chưa có thương vong quy mô lớn mà đã rút lui bọn chúng đánh chơi hay sao lô na già cau mày nói ai biết bọn chúng nghĩ thế nào nhưng chuyện này có vẻ không đúng thiên la bảo tự phát động nhiều lực lượng như vậy phí sức tấn công phạm giáo ta kết quả đánh được nửa trận lại ngừng chắc chắn có vấn đề nhưng tuy lô na già cảm thấy có vấn đề nhưng hắn lại không thể nói được rốt cuộc có vấn đề ở đâu bên phía phạm giáo cũng có một số thương vong lona già vội vàng chỉ huy mọi người cứu chữa các võ giả phạm giáo bị thương đúng lúc này một võ giả thở không ra hơi chạy đến cất tiếng đau buồn nói điện chủ vishnu điện không còn nữa rồi lona già lập tức biến sắc ngươi nói cái gì vishnu điện làm sao võ giả kia chỉ về phía sau nói vishnu điện bị diệt rồi chỉ có công chủ các tân la trốn thoát nhưng bây giờ đã bị trọng thương lona già nghe vậy lập tức đi theo hướng đó chứng kiến các tân la sắc mặt trắng bệch như đã mất hết tinh thần thấy lâu na già các tân la đau buồn bật thốt lên điện chủ chúng ta bị lừa rồi thiên la bảo tự cấu kết với sở hưu ở đông vực trận chiến bên phía thiên la bảo tự chỉ là mồi nhử mà thôi sở hưu vượt qua thập vạn đại sơn tập kích thiên la bảo tự âm đà la đại nhân tử chiến Anatella lão cung chủ cũng chết trận tất cả mọi người chết hết rồi ta cũng thiếu chút nữa bị giết dốc toàn lực thi triển ảo thuật mê hoặc kẻ đuổi giết tạo ra ảo ảnh giả chết nên mới tránh được một kiếp điện chủ ngay phải báo thù cho vishnu điện chúng ta tiếng hô cuối cùng của tâm ma như tiếng đỗ quyên than khóc thê lương tới cực điểm mang theo đủ loại cảm xúc thù hận không cam lòng sợ hãi có thể nói là hoàn hảo tới không chút khiếm khuyết thật ra nếu làm gián điệp thì tâm ma là thích hợp nhất vì hắn không có tình cảm nhưng có thể hấp thu ký ức võ giả mô phỏng ra tình cảm của hắn có thể nói là cực kỳ hoàn hảo hai chữ báo thù được hắn gào thét ra toàn thân tâm ma như dùng hết toàn bộ lực lượng ngã xuống hôn mê bất tỉnh đối với kẻ có thể tùy ý điều tinh thần lực như hắn giả vờ hôn mê không có gì khó lúc này lâu na già và diêm ma đều không nói gì nhưng khí tức xung quanh hai người ngưng tụ như một cơn bão thậm chí lực lượng quy tắc ẩn hiện trong hư không khiến cho phạm vi mười trượng xung quanh bọn họ không có ai dám lại gần sở hưu trên chiến trường sấm xét tung hoành khắp nơi võ tiên phẫn nộ thiên địa biến sắc trận chiến ở tây vực kết thúc toàn bộ đại la thiên lập tức sôi trào Thật ra Phạm Giáo và Thiên La Bảo Tự đại chiến một trận không phải chuyện gì quá lớn, dù sao cứ cách một thời gian là bọn họ lại đánh một trận. Nhưng đã vạn năm trôi qua, Phạm Giáo chưa từng bị thua thảm như vậy, bị người ta trực tiếp hủy mất một đại điện. Hơn nữa bên phá hủy một trong tam đại điện của Phạm Giáo không phải Thiên La Bảo Tự mà là Sở Hưu. Từ thời khắc này trở đi, cái tên Sở Hưu mới thật sự khiến Đại La Thiên chấn động, thậm chí tới mức không ai không biết, không người nào không hay. Hơn nữa tính kỹ ra thì từ đầu chuyện hủy diệt Vishnu Điện đã có liên quan tới sở hưu. Nếu không phải sở hưu giết chết Tân Già La trong Đại La Thần Cung, phá vỡ thế cân bằng ở Tây Vực, Thiên La Bảo Tự sẽ không có ý đồ tiến đánh Phạm Giáo. Có thể nói sở hưu dùng sức mình mình, khiến cho thực lực Phạm Giáo suy yếu mất một phần ba. Trong một bí cảnh ở Thập Vạn Đại Sơn, đây là bí cảnh riêng của chi phái Trấn Long Thần Tướng và Cổ Nguyệt Tôn Giả, hai phái hợp nhất, cùng tu hành ở đây. Khi Phương Bạch Độ và Hứa Thiên Nhai nhận được tin tức từ bên ngoài đưa vào, Hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì nhưng lại cảm thấy tim đập nhanh hẳn. Tên Sở Hưu kia đã đạt tới trình độ như vậy rồi. Mối thù giết đệ tử, không đội trời chung. Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn dũng khí để đơn độc ra tay với Sở Hưu nữa. Phương Bạch độ thở dài một tiếng, nhìn Long Linh Nhi và Lạc Phi Hồng đang khổ tu trong bí cảnh, trầm giọng nói, thế của Sở Hưu đã không thể đỡ nổi, cho dù hiện tại hắn gửi mình trong Hoàng Thiên Các, nhưng thực tế hắn còn khủng khiếp hơn cả Hoàng Thiên Các. Sau này hai người chúng ta tạm thời không nên ra khỏi bí cảnh, nếu không có lòng tin tuyệt đối, đừng động thủ với Sở Hưu. Hứa Thiên Nhai gật đầu nói, ta không phải người ngu, tới thời điểm này rồi, đương nhiên sẽ không tới trêu chọc tên Sở Hưu kia. Phương Bạch độ thở dài nói, lưu lại núi xanh, lo gì không có củi đốt. Chúng ta may mắn gặp hai đệ tử Thiên Phú rất tốt, còn có thể giúp truyền thừa tiếp tục lưu truyền không như chi phái Lăng Thiên kiếm tôn, tới giờ còn chưa có động tĩnh gì. Còn lúc này Thịnh Cửu Uyên vẫn đang ở trong Thiên Hạ kiếm tông hắn và các võ tiên của thiên hạ kiếm tông như mộ bạch xương đều nhận được tin tức từ tây vực đưa tới ai cũng im lặng hủy diệt vishnu điện một trong tam đại điện của phạm giáo cho dù trong thời toàn thịnh hắn cũng chưa từng nghĩ tới càng không nói tới chuyện thực hiện lúc này thịnh cửu uyên đột nhiên nói nhưng phương thất thiếu cho ta nhé ta đồng ý giao lăng thiên kiếm điển ra để trao đổi đời này tu vi của ta đã tới cực hạn cơ bản là không có hy vọng bước lên bát trọng thiên muốn báo thù chỉ có thể tìm một truyền nhân đáng bồi dưỡng tương lai của phương thất thiếu tiềm lực vô hạn nghĩ tới những chuyện hoang đường mà phương thất thiếu đã làm trong thiên hạ kiếm tông suốt thời gian vừa qua lông mày mộ bạch xương không khỏi giật nhẹ nhưng hắn vẫn lắc đầu nói thiên hạ kiếm tông ta sẽ không nhường đệ tử cũng không đem ra trao đổi thịnh huynh ngươi cố chấp quá nên buông bỏ đi Vishnu điện một trong tam đại điện của phạm giáo bị hủy trong tay sở hưu đa số những người bị kinh động là có liên quan tới sở hưu đương nhiên chủ yếu là có thủ còn những người không có thủ với hắn cũng âm thầm điều tra cảnh giác. Đại thế đại tranh còn chưa diễn ra, Đại La Thiên đã loạn lạc như vậy rồi, đợi tới khi đại thế đại tranh thật sự bắt đầu, Đại La Thiên sẽ biến thành như thế nào? Lúc này ở nơi cực Bắc, Thiên trụ sơn, Quan Tinh Các, đây là nơi cẩn cư của chi phái Tinh Hà tán nhân. Mạnh Tinh Hà ngồi trên điểm cao nhất của Quan Tinh Các, trước mặt bày một bàn cờ nhưng không có đối thủ, hắn đang đánh cờ với chính mình. Lúc này, một võ giả áo trắng đi lên Quan Tinh Các, cúi đầu trầm giọng nói, đại nhân Kết quả trận chiến ở Tây vực đã tới, một trong tam đại điện của phạm giáo là Vishnu điện bị tiêu diệt, nhưng người ra tay không phải Thiên La Bảo Tự mà là Sở Hưu. Không biết từ khi nào hắn đã liên thủ với Thiên La Bảo Tự, đi vòng qua Thập Vạn Đại Sơn, trong khi Thiên La Bảo Tự ở chính diện thu hút lực lượng của phạm giáo thì hắn ra tay đánh lén. Mạnh Tinh Hà đứng dậy, đặt một quân cờ xuống, gương mặt vẫn mỉm cười ấm áp, thú vị, Thiên La Bảo Tự vẫn luôn quang minh chính đại lại liên thủ với Sở Hưu vốn có tiếng tăm không tốt còn phạm giáo luôn thích dùng âm mưu quỷ kế lại bị người ta hãm hại thê thảm như vậy đúng là thú vị võ giả kia hạ giọng nói đại nhân xảy ra chuyện như vậy toàn bộ giang hồ đã chấn động kế hoạch tinh hà võ viện của chúng ta có thực hiện tiếp không mạnh tinh hà vung tay nói không chỉ hoãn cho dù sở hưu có tiêu diệt cả phạm giáo đi nữa tinh hà võ viện vẫn phải thành lập đến giờ đã có bao nhiêu cổ tôn đáp ứng rồi võ giả kia thần sắc khó coi nói chỉ có ba người đồng ý đúng là không biết điều đại nhân chịu dẫn bọn họ thành lập tinh hà võ viện là chiếm một chút sinh cơ một phần khí vận cho giới cổ tôn chúng ta trong đại thế đại tranh kết quả bọn chúng còn băn khoăn lo nghĩ cho mình ta thấy không mấy người truyền thừa được tới đời sau sắp đoạn tuyệt cả rồi mạnh tinh hà mỉm cười xua tay nói mỗi người có duyên phận của mình bọn họ không muốn chúng ta cũng không thể ép được rồi bọn họ sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta bây giờ chúng ta không cần bọn họ lựa chọn kế hoạch cứ tiến hành như bình thường là được võ giả kia đi xuống Mạnh Tinh Hà đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nơi này là cực bắc, đây lại là đỉnh núi cao nhất, có thể nói là gần với thiên địa nhất. Võ tiên võ tiên, gọi là tiên nhưng vẫn là phàm nhân, vẫn là phàm nhân chịu sinh lão bệnh tử, vẫn là phàm nhân bị vây dưới mặt đất. Trong ngân hà kia, bên trên 9 tầng trời, liệu có tiên nhân bất tử bất diệt thật không? Khu vực Nam Man. Sau khi dẫn người trở về, Sở Hưu lập tức bắt tay vào kiểm kê thành quả. Những chấn động trên giang hồ đã không liên quan tới y, dù sao y cũng đã đạt được mục đích của mình. Còn bên phía phạm giáo, bọn họ phải chấp nhận chịu thiệt. Thế tôn không có mặt, phạm giáo vốn không muốn động thủ. Lần này lại bị sở hưu trực tiếp tiêu diệt Vishnu điện, phạm giáo chỉ còn hai điện càng không thể ra tay. Bằng không thiên la bảo tự sẽ dạy cho bọn họ một bài học, cho bọn họ biết muốn diệt dị đoan phải dùng thủ đoạn lôi đình. Hơn nữa y tiêu diệt một điện của phạm giáo cũng có chút tác dụng trấn nhiếp cho nên thời gian này người của Nam Vực hay đám cổ tôn đều không tới gây sự với y. Ngược lại cho sở hưu một thời gian yên ổn phát triển. Đầu tiên sở hưu lấy hết ghi chép liên quan tới bản nguyên trong phạm giáo ra định nghiên cứu thứ này. Không lấy được bản nguyên nhưng ít nhất cũng biết rốt cuộc nói đang ở đâu. Còn theo như ghi chép của phạm giáo và lời của các tân la đã có mấy vị võ tiên và vô số cường giả phạm giáo dùng tính mạng nghiên cứu. Chỉ cần mượn được một chút lực lượng bản nguyên thôi cũng khiến thực lực của sở hưu tăng vọt. Nhưng khi mở những ghi chép đó ra, sở hưu lại phát hiện mình không đọc được. Ghi chép của phạm giáo đương nhiên là dùng phạm văn tối tăm khó hiểu, may là sở hưu dẫn cả các tân la về. Sau khi cho người gọi các tân la tới, các tân la sắc mặt thấp thỏm, không biết liệu sở hưu có giết mình diệt khẩu không. Nhưng có thế nào hắn cũng không ngờ được, chuyện đầu tiên mà sở hưu gọi mình tới lại là bảo hắn phiên dịch. Ném đống ghi chép cho các tân la, sở hưu hỏi, ngươi biết được những gì về sáng thủy thần vật của phạm giáo các ngươi? Cát Tân La thận trọng lắc đầu nói, gần như không biết gì. Ta mới bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền không tới một năm, vừa lên cảnh giới này đã tiếp nhận chức vị cung chủ huyễn hoặc thiên vương cung, cho nên ta hoàn toàn không biết gì về cơ mật thượng tầng của phạm giáo. Hơn nữa tuy đa số nhân lực trong Vishnu Điện không phải chủ chiến, nhưng huyễn hoặc thiên vương cung lại là một trong những chiến cung của Vishnu Điện, các đời cung chủ đều không tham gia nghiên cứu thứ này. Sở hưu gật nhẹ đầu, không hỏi tiếp, chỉ bảo các tân la phiên dịch đống ghi chép này y không lo các tân la cố ý dở trò. Một là đối phương đã sợ vỡ mật, không dám làm vậy. Thứ hai là cảnh giới của sở hưu cao hơn các tân la nhiều, nếu đối phương cố ý động tay động chân, cho dù sở hưu không hiểu nhưng vẫn có thể nhìn ra vấn đề. Đợi sau khi các tân la phiên dịch sau, sở hưu tiện tay đưa điển tịch trong phạm giáo ra bảo các tân la phiên dịch. Trong đó có một số công pháp bí thuật, nếu người dưới chướng y muốn tu luyện cũng có thể tham khảo. Trong mật thất bế quan, sở hưu lật xem những ghi chép của phạm giáo, Y đột nhiên phát hiện mình đã coi thường những tông môn ở Đại La Thiên này. Y tưởng các tông môn ở Đại La Thiên không hiểu gì nhiều về Bản Nguyên, nhưng thực ra lúc ở hạ giới, các tông môn hạ giới đã chú ý tới sự tồn tại của Bản Nguyên. Lý giải của bọn họ đối với Bản Nguyên còn sâu hơn Độc Cô Duy Ngã, ít nhất cũng sâu hơn Độc Cô Duy Ngã khi còn ở hạ giới. Nhưng khi đó đại đa số cường giả Đại La Thiên chỉ hiểu biết rất ít về Bản Nguyên, chỉ biết Bản Nguyên ẩn chứa lực lượng cực mạnh, cho nên mới phong ấn nó trong trận pháp. Sau khi đi vào Đại La Thiên, Phạm giáo và Thiên La Bảo Tự bắt đầu tranh đoạt bản nguyên, đợi tới khi Phạm giáo chính thức lấy được bản nguyên, tuy luồng bản nguyên đó đã bị Thiên La Bảo Tự phong ấn, nhưng dù sao cũng rơi vào tay bọn họ, bọn họ có thể nghiên cứu kỹ lưỡng. Theo như ghi chép của Phạm giáo, theo bọn họ thấy, sự tồn tại của bản nguyên thật ra là bản thân thiên địa. Bất cứ võ đạo của đại phái đứng đầu nào, thật ra đều là quá trình diễn biến từ võ đạo thành thiên đạo, Phạm giáo cũng vậy. Theo người của Phạm giáo thấy, thế giới này ban đầu là hỗn độn, sau phân ra thiên địa âm dương, còn bản nguyên này chính là một ấn ký khi khi một thế giới hình thành là hai loại lực lượng khi thiên địa sơ khai hình thành trong hỗn độn cho nên mới nói bản nguyên là một hình thức thể hiện của bản thân thiên địa phạm giáo gọi nó là sáng thủy thần vật cũng rất chính xác bao năm qua trải qua rất nhiều thí nghiệm và tổn thất vô số tính mạng rốt cuộc phạm giáo cũng đưa ra một kết luận bản nguyên không thể bị luyện hóa cũng không thể khống chế thậm chí không thể mượn một chút lực lượng nào phương thức duy nhất có thể điều động bản nguyên là nghĩ cách cho mình càng gần với thiên địa này lĩnh ngộ lực lượng của bản thân bản nguyên có vậy mới kích thích lực lượng bản nguyên khiến nó bộc phát ra lực lượng đó là lực lượng lơ đãng tỏa ra cũng giống như chấn động lực lượng lan tỏa khi hai luồng bản nguyên trong cơ thể sở hữu dung hợp căn bản không cách nào khống chế nhưng phạm giáo lại nghiên cứu sáng tạo ra một loại bí pháp dùng để điều chỉnh lực lượng bản thân có thể điều chỉnh bản thân thành trạng thái cực âm hoặc cực dương trong một khoảnh khắc như vậy có thể gánh chịu một phần lực lượng bản nguyên ít nhất là có thể hơi ảnh hưởng tới lực lượng này chứ không phải là chỉ khiến nó bộc phát ra sau đó tự sát nhưng phạm giáo chưa từng thử nghiệm phương thức này lý do là vì trên luồng bản nguyên của phạm giáo có phong ấn của thiên la bảo tự cho nên bọn họ không dám dùng bừa bãi động chạm nhẹ thì không cách nào phá phong ấn trên bản nguyên nhưng vạn nhất nặng tay khiến cho lực lượng bản nguyên bộc phát kịch liệt lực lượng đó đủ phá hủy toàn bộ vishnu điện cho nên lúc trước võ giả vishnu điện chỉ tựa mình tính toán sáng tạo ra bí pháp này chứ chưa bây giờ có cơ hội sử dụng cũng không biết có hữu dụng hay không sở hữu nheo mắt Đột nhiên y muốn thử nghiệm. Không phải Sở Hưu tự tìm đường chết mà là gần đây hầu hết phiền toái của y đều đã được giải quyết, ít nhất là tạm thời giải quyết. Ngoài ra nơi này là cứ điểm ở khu vực Nam Man của y, Sở Hưu ở đây là an toàn nhất, hoàn cảnh này cũng có thể để Sở Hưu tìm đường chết ở một mức độ nào đó. Trước đó khi giao chiến với Âm Đà La, Sở Hưu đã lĩnh ngộ rất sâu về lực lượng tạo hóa ma đạo. Tạo hóa ma đạo vốn có thể nhắm thẳng tới bản nguyên ma đạo, sinh tử luân chuyển, diệt tới cực hạn chính là tân sinh không diệt làm sao có sinh ma khí vô biên lượn lờ quanh người sở hưu hóa thành nguyên thủy ma quật cực kỳ âm trầm nơi này là địa điểm u ám nhất thế gian là nơi sản sinh ra ma đạo nhưng sâu trong nguyên thủy ma quật lại có một điểm sáng lấp lóe một vệt sáng rực rỡ trong bóng tối trong ánh sáng đó một chồi non xanh biếc ngoan cường quật khởi đại diện cho sinh cơ đại biểu cho tạo hóa khi giết âm đà la chính chồi non không đáng chú ý này lại là biểu hiện của tạo hóa ma đạo diễn hóa tới cực hạn thậm chí khiến cho bản nguyên âm dương chấn động tuy chỉ một chút. Còn hôm nay sở hưu lại cố tình gây ra, chấn động của bản nguyên âm dương trong cơ thể y còn mạnh mẽ hơn lần trước, tuy vẫn chỉ là một chút, nhưng lực lượng hơn trước tới vài lần lại lan tràn. Nhưng ngay sau đó, sở hưu lập tức biến sắc, ngừng dẫn dắt bản nguyên âm dương mà bắt đầu thi triển bí pháp của phạm giáo. Chỉ trong chớp mắt, thân hình y lập tức hóa thành một nửa đen như mực, một nửa phủ kín ánh kim rực rỡ. Hai luồng lực lượng qua lại sôi trào trong cơ thể sở hưu, như muốn thoát khỏi trói buộc trong thân thể y cuối cùng sở hưu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi ma khí và ánh kim trên người biến mất sắc mặt trắng bệch như bị rút sạch mọi lực lượng thử nghiệm thất bại tìm đường chết thành công có một chuyện phạm giáo nói rất đúng con người vốn không cách nào điều khiển lực lượng bản nguyên trước đó bản nguyên âm dương bị động dung hợp gây ra chút chấn động tuy khiến sở hưu tăng thêm một trọng thiên nhưng cũng làm cho thân thể của y trọng thương còn lần này sở hưu lại to gan tới mức chủ động dẫn dắt lực lượng bản nguyên âm dương Tuy chỉ có một chút lực lượng tỏa ra nhưng hiện giờ Sở Hưu cũng không thể ngăn cản nổi. Còn bí pháp mà Phạm Giáo nghiên cứu ra, thay đổi thuộc tính của thân thể để gánh chịu lực lượng bản nguyên, đúng là có một chút tác dụng, nhưng chỉ một chút mà thôi. Điều kiện bắt buộc là lực lượng của bản thân ngươi phải đủ mạnh, nếu không bất luận thân thể ngươi là cực âm hay cực dương cũng vô dụng. Sở Hưu thở dài một tiếng, nuốt một nắm lớn đan dược, quyết định tạm thời không động đến thứ này. Tuy lực lượng này rất mạnh, thậm chí có thể nói là mạnh tới mức vượt ngoài tưởng tượng sở hưu chỉ cần mượn một chút lực lượng trong đó thôi thì uy lực cũng có thể sánh ngang với thần thông đỉnh cấp đạt tới trình độ thanh thiên chiếu ảnh thậm chí vượt qua nó nhưng đáng tiếc đây không phải lực lượng thuộc về con người vì nghiên cứu thứ này phạm giáo đã trả giá bằng tính mạng rất nhiều võ tiên xem ra không phải nói bậy đúng lúc này các tân la đột nhiên gõ cửa đi tới thận trọng nói đại nhân chỗ ta tìm thấy một thứ có lẽ sẽ hữu dụng đối với ngài ồ thứ gì các tân la đưa mấy tờ giấy tới nói trên này là một số bí ẩn mà lão điện chủ từng phát hiện, hắn từng bàn luận và nghiên cứu cùng hai vị điện chủ khác. Sau này lão điện chủ qua đời, Tân Già La tiếp nhận chức vị điện chủ nhưng không để ý tới thứ này, nhưng ta cảm thấy đại nhân sẽ hứng thú với nó. Tên phản bội các Tân La này rất xứng chức. Hắn biết hiện tại bên phạm giáo còn có một các Tân La, điều này cũng mang ý nghĩa hiện tại hắn không trở về được, ít nhất trước khi phạm giáo bị hủy diệt là không về được. Cho nên hắn chỉ có thể tìm cơ hội lập công trước mặt sở hưu, như vậy mới có ngày được ngóc đầu lên. Có lúc kẻ phản bội còn trung thành tận tâm hơn cả người mình. Vì bọn họ biết mình đã không có đường lui, nếu không nắm lấy mọi thứ trước mắt, bọn họ thật sự không còn con đường nào khác để đi. Sở Hưu nhận lấy tờ giấy xem thử, những thứ viết trên đó rất mới lạ, vì nó liên quan tới khí vận. Tuy thực lực điện chủ Vishnu điện đời trước không bằng điện chủ hai điện khác, nhưng lại là người cực kỳ uyên bác, nghiên cứu rất nhiều thứ. Hắn căn cứ theo đại kiếp nạn thượng cổ và diễn biến vạn năm của đại La Thiên phát hiện ra sự tồn tại của khí vận. Thiên địa có bốn mùa luân hồi, con người cũng có khí vận thành bại. Điện chủ Vishnu điện cho rằng, trong thiên địa này con người không phải đặc biệt, vạn vật khác phải trải qua luân hồi khô vinh, con người cũng phải trải qua, chẳng qua thời gian rất dài mà thôi. Đại kiếp nạn thượng cổ chính là khí vận luân hồi nhắm vào nhân tộc, nhưng không phải chỉ có đường chết. Trước khi đại kiếp nạn thượng cổ xuất hiện đã có không ít điểm báo, võ đạo như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, động đất, vân vân. Kết quả khi đó chỉ có số ít tông môn như Linh Bảo Quan chọn cách đứng ra dùng sức người chống lại đại kiếp nạn của thiên địa, những tông môn khác đều bỏ trốn. Kết quả cuối cùng thì không cần phải nói, những võ giả đó tìm ra sự tồn tại của Đại La Thiên, cùng nhau bỏ chạy lên Đại La Thiên, từ bỏ hạ giới. Nếu lúc trước những võ giả đó không bỏ đi mà vứt bỏ định kiến bè phái, phối hợp lại chung tay đối phó với đại kiếp nạn, như vậy rất có thể bọn họ sẽ bảo tồn được một nửa lực lượng, chống trọi qua đại kiếp nạn, sau đó nghênh đón một lần khí vận hưng thịnh khác trong đó còn nhắc tới chuyện liên quan tới độc cô duy ngã và ninh huyền cơ những tông môn ở đại la thiên không biết gì nhiều về độc cô duy ngã và ninh huyền cơ bọn họ chỉ biết đối phương tới từ hạ giới nhưng theo mức độ nguyên khí mà bọn họ quan sát thông qua trận pháp ở đại la thần cung nguyên khí ở hạ giới không nồng đậm kém xa tít tắp đại la thiên thậm chí còn không bằng thượng phàm thiên đã bị phá hủy vạn năm trước cho nên sự tồn tại của độc cô duy ngã và ninh huyền cơ vốn đã là không hợp lý nhưng về điểm này Lão điện chủ của Vishnu điện đưa ra một lời giải thích. Hắn suy đoán, lúc trước tất cả võ giả của Thượng Phàm Thiên rời khỏi, những người ở lại hạ giới hoặc là người bình thường, hoặc là một số võ giả cấp thấp, hoặc là võ giả không được coi trọng trong tông môn. Cho nên thật ra truyền thừa mà họ nhận được không hoàn chỉnh, thực lực còn yếu hơn bình thường. Nhưng khí vận là của toàn bộ nhân tộc, nó sẽ không biến hóa. Chính vì phần lớn cường giả và thiên tài của Thượng Phàm Thiên rời khỏi, cho nên khí vận hạ phàm thiên chia cắt không đồng đều. Chuyện này dẫn tới việc tất cả khí vận tụ tập trên một hai người, tăng cường vô hạn thực lực của bọn họ. Trước mắt ở Đại La Thiên, thời gian vạn năm đã trôi qua, các võ giả ở Đại La Thiên đã có thể cảm giác được biến hóa trong Đại La Thiên. Ví dụ như nguyên khí trong những nơi như bí cảnh đã suy yếu càng lúc càng nhanh, có lẽ khí vận của Đại La Thiên cũng sắp chuyển từ thịnh sang suy. Nếu không muốn như Hạ Phàm Thiên ngày trước, biện pháp tốt nhất là phối hợp lại, hợp nhất khí vận phân tán, chung sức đối phó với đại kiếp nạn khí vận suy yếu. Nhưng rất đáng tiếc Cuối cùng lời đề nghị của lão điện chủ không được giáo chủ phạm giáo tiếp nhận, đồng thời còn bị điện chủ của Brahma điện và Shiva điện chế nhạo. Lão điện chủ của Vishnu điện đột nhiên qua đời, chắc cũng có liên quan tới chuyện hắn hao phí rất nhiều tâm huyết nghiên cứu chuyện này. Nhưng sau khi sở hưu thấy đề nghị mà lão điện chủ Vishnu điện đối với giáo chủ phạm giáo, y lại cảm thấy rất bình thường. Đổi lại y là giáo chủ phạm giáo, y cũng không đáp ứng lời đề nghị này của lão điện chủ. Không ngờ phạm giáo và thiên la bảo tự lại từ bỏ định kiến ngày trước, bắt tay liên thủ, khống chế triệt để Tây vực. Sau đó lại lấy Tây vực làm cơ sở, chiếm đoạt Nam vực và Đông vực, cuối cùng liên thủ với đạo môn, tập hợp lực lượng Phật đạo vượt qua đại kiếp nạn khí vận này. Chưa nói tới chuyện tạm thời khí vận chỉ là suy đoán của lão điện chủ, cho dù có là thật, muốn phạm giáo từ bỏ ân oán liên thủ với Thiên La bảo tự, đây cũng là chuyện viển vông. Nói cách khác, cho dù phạm giáo đáp ứng, chưa chắc bên Thiên La bảo tự đã đáp ứng. Chuyện này được Sở Hưu ghi tạc vào đáy lòng. Tuy hiện tại y không thể tin tưởng hoàn toàn vào suy đoán của lão điện chủ Vishnu Điện, nhưng những lời hắn nói lại giống tới 8 9 phần 10 tình hình hiện tại, đặc biệt là suy đoán của hắn về hạ giới, mặc dù hắn chưa từng tới hạ giới. Khí vận khí vận, nếu độc cô duy ngã và ninh huyền cơ quật khởi đại biểu cho khí vận của hạ giới hội tụ, vậy khí vận của sở hưu hắn là ở đâu? Khí vận là thứ không nhìn thấy được, không chạm vào được, chỉ tồn tại trong suy đoán của người khác. Huống chi nếu nói độc cô duy ngã và ninh huyền cơ có thể đi tới bước này chỉ vì khí vận hư vô mờ ảo, chắc chắn sở hưu không tin. Có lẽ bọn họ có thể đi tới đỉnh phong có một phần là nhờ khí vận, nhưng không phải vì khí vận lựa chọn họ mà là khí vận chỉ có thể chọn họ. Vì lúc đó dưới hạ giới chỉ có độc cô duy ngã và ninh huyền cơ có thể đi tới đỉnh cao, cũng chỉ có họ có tư cách chạm vào khí vận hư vô mờ mịt đó. Các tân la ở bên cạnh vẫn thận trọng quan sát, sở hưu phất tay với hắn nói, thứ ngươi đưa rất hữu dụng, yên tâm, Sở Hưu ta sẽ không bạc đãi ai chuyên tâm làm việc, nhưng hiện giờ thân phận ngươi rất mẫn cảm, tạm thời không thể lộ diện ở bên ngoài. Sau khi phạm giáo bị hủy diệt, ngươi sẽ nhận được địa vị, thậm chí còn lớn hơn cung chủ một cung trong Vishnu điện. Các Tân La cảm tạ liên tục rồi rời khỏi, nhưng trong lòng lại coi thường lời nói của Sở Hưu. Hắn thừa nhận đúng là Sở Hưu rất mạnh, nhưng bây giờ hắn dấn thân gia nhập dưới trướng Sở Hưu chẳng qua là để giữ mạng mà thôi, hắn không tin Sở Hưu có thể hủy diệt phạm giáo. Hắn là cung chủ phạm giáo dù sao cũng coi như cao tầng trong phạm giáo. Chính vì vậy hắn mới biết sự khủng khiếp của phạm giáo. Sở hưu có thể đánh lén tiêu diệt một điện của phạm giáo, nhưng hắn không tin phạm giáo được truyền thừa vạn năm lại bị sở hưu tiêu diệt. Sau khi các tân la đi khỏi, sở hưu bắt đầu bế quan dưỡng thương. Chấn động từ bản nguyên âm dương lúc trước đã khiến thân thể sở hưu bị ảnh hưởng không nhỏ. Cho dù hiện tại thân thể y đã cực kỳ cường đại, nhưng lực lượng mà bản nguyên âm dương tỏa ra vẫn không phải thứ sở hưu có thể chống đỡ nổi hơn một tháng sau sở hưu mới xuất quan tiện đó gọi mai khinh liên đến hỏi xem bên tây vực ra sao rồi mai khinh liên lắc đầu nói bên phía tây vực không có động tĩnh gì theo thông tin mà tên mập tư không đàm đưa tới bên phía tây vực sau khi phạm giáo tổn thất một điện có thể nói là mất mát nặng nề hơn nữa cũng không có tin giáo chủ thế tôn trở về cho nên phạm giáo đành phải án binh bất động thu dọn bại cục còn bên phía thiên la bảo tự bọn họ chỉ quan sát phạm giáo chứ không có hành động gì khác cứ như kết quả này đã khiến bọn họ thỏa mãn không định ăn thua đủ với Phạm Giáo. Sở Hưu gật nhẹ đầu, chuyện này không khác lắm so với suy đoán của y, Phạm Giáo có phản ứng như vậy, chắc sẽ không tới gây chuyện với y. Nhưng ngay lúc này, Mai Khinh Liên lại đột nhiên nói, "Chẳng qua, bên phía tây vực thì không có chuyện gì nhưng bên bắc vực có một số chuyện, ngươi nên chú ý một chút." "Chuyện gì? Chắc ngươi cũng biết Tinh Hà tán nhân, Cai gã có quan hệ không tệ với Diệp Duy Không ấy." Trong lúc ngươi bế quan, Tinh Hà tán nhân liên thủ với ba cổ tôn khác, thành lập Tinh Hà Võ Viện tại Thiên Trụ Sơn nơi cực bắc tất cả đệ tử của cổ tôn hay đệ tử các môn phái, các tán tu đều có thể đến đó tu hành, không quan tâm tới xuất thân, không quan tâm tới môn phái. Hơn nữa chỉ cần không bái sư, có thể ra vào tùy ý, muốn nghe giảng thì đến nghe giảng, muốn đi thì đi, tự do tùy ý. Sau khi nói xong, Mai Khinh Liên cau mày nói, tên kia điên rồi à, hắn làm vậy có khác nào biếu không kinh nghiệm và công pháp. Những cường giả khác ở Đại La Thiên chỉ giảng giải võ đạo, còn hắn lại lấy trọng tâm công pháp ra giảng giải, đúng là điên cuồng. Nghe Mai Khinh Liên nói vậy, trong đầu Sở Hưu lại đột nhiên xuất hiện một từ, khí vận. Sở Hưu hít một hơi dài, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu, một vị cường giả đỉnh cấp Võ Tiên Cửu Trọng Thiên sẽ không điên, càng không chịu thiệt. E rằng hắn làm vậy là để tranh đoạt khí vận. Lúc ở trong đại hội Cổ Tôn, Mạnh Tinh Hà từng tới tìm Sở Hưu, nói những chuyện không đâu. Khi đó Sở Hưu còn thấy nghi hoặc, không biết Mạnh Tinh Hà có ý gì, còn bây giờ y vừa đọc được về khí vận, Sở Hưu cũng đoán được đại khái Mạnh Tinh Hà đang tính toán ra sao mấu chốt của khí vận là ở người khí vận của một người không cách nào đối phó với toàn bộ thiên địa nhưng một đám người thì có tuy thực lực của giới cổ tôn rất mạnh nhưng khuyết điểm duy nhất là ít người cho nên mạnh tinh hà thành lập tinh hà võ viện vứt bỏ định kiến bè phái trên thực tế là hấp thu khí vận của bách gia mỗi võ giả tới tinh hà võ viện tu hành cho dù bọn họ thuộc các phe phái khác nhưng cũng nợ tinh hà võ viện một chút khí vận một phần nhân quả mai khinh liên ở bên cạnh còn chưa hiểu ý sở hưu trực tiếp trầm giọng nói gọi bọn ngụy lão tới đây Ta có chuyện cần nói với bọn họ. Nếu chuyện khí vận chỉ là suy đoán của lão điện chủ Vishnu điện, cho dù Sở Hưu sẽ ghi nhớ nhưng không quá coi trọng. Nhưng hành động của Mạnh Tinh Hà lúc này lại là nhắm thẳng vào hai chữ khí vận, ít nhất theo Sở Hưu thấy 89 phần 10 là vậy. Sau khi mọi người tập trung đông đủ, Sở Hưu thuật lại mọi chuyện cho họ, ai nấy đều trầm tư. Trần Thanh Đế gãi đầu nói, nghe ta nói này, chuyện này có đáng tin cậy không? Sao ta cảm thấy nó huyền bí vậy? Ta đấu với trời đấu với đất, đấu với người Khó khăn lắm mới đi tới bước này, một câu khí vận là giải thích được. Sở Hưu lắc đầu nói, khí vận là khí vận của thiên địa này chứ không phải dành cho một người. Một món thần binh từ trên trời rơi xuống, cường giả gặp được gọi là khí vận, kẻ yếu nhặt được sẽ bị khí linh cắn trả, vậy ngươi nói xem rốt cuộc người này có khí vận hay không có khí vận. Cho nên trong mắt ta cách nói khí vận thật sự tồn tại, lão điện chủ Vishnu điện, hành động của Mạnh Tinh Hà, tất cả đều chứng minh bọn họ đã phát hiện ra sự tồn tại của khí vận. Lúc này Lục Giang Hà lại đột nhiên nói, "Ta đồng ý." Tất cả mọi người đều đưa mắt sang nhìn Lục Giang Hà, lúc này Lục Giang Hà lại có vẻ trầm tư hiếm có, nghe ngươi nói như vậy, ta cũng nhớ ra một việc. Trước đó khi giáo chủ tranh bá giang hồ, khiến ma uy của Cô Luân Ma giáo danh chấn thiên hạ, hắn đã từng nói một câu như vậy, "Khí vận ma đạo đã nằm hết trong tay ta." Lúc trước ta nịnh nọt, ta nói với giáo chủ, "Với thực lực của Thánh giáo ta, đừng nói là khí vận ma đạo, cho dù là khí vận của tạo hóa, chắc chắn cũng nằm trong tay Thánh giáo ta." nhưng lúc đó giáo chủ lại chỉ về phía đông nói còn có một nửa trong tay ninh huyền cơ khi đó ta còn tưởng giáo chủ đang nói tới thực lực nhưng bây giờ nhìn lại khí vận mà hắn nói chắc thật sự là khí vận nếu độc cô duy ngã đã nói ra miệng như vậy thật ra sở hưu có thể tới chứng thực ở chỗ thiên hồn nhưng sở hưu vẫn luôn cảnh giác thiên hồn cho nên y không định đến hỏi trần thanh đế vút cằm nói cho dù khí vận thật sự tồn tại mạnh tinh hà thành lập cái tinh hà võ viện bỏ đi đó có liên quan gì tới chúng ta sở hưu trầm giọng nói đương nhiên có liên quan khí vận như một cái bánh ngươi cắn một cái ta mất một miếng bốn vực ở đại la thiên mỗi tông môn đại phái đỉnh cấp đều có thể ăn một cái bánh những chỗ không thể ăn thì tạm thời không ai cắn còn tinh hà võ viện của mạnh tinh hà mà thành lập chắc chắn sẽ thu hút tất cả những người mà không ai thu nhận trong tứ vực tây vực có phật tông bắc vực có đạo môn địa vị thâm căn cố đế chỉ có nam vực và đông vực có thể bị tinh hà võ viện thu hút ta bố trí ở đông vực bao lâu như vậy sao lại để tinh hà võ viện nhúng tay vào được bốn vực ở đại la thiên sở hưu vẫn luôn ở đông vực danh tiếng của y ở đông vực cũng là lớn nhất hiện tại y và lăng Tư tông hóa thủ thành bạn bản thân lại là người của hoàng thiên các chỉ có mình hàn giang thành là kẻ địch cho nên chỉ cần tìm cơ hội thích hợp trong một số thời điểm đông vực hoàn toàn có thể trở thành của riêng sở hưu nếu không biết chuyện khí vận thì thôi bây giờ đã biết sở hưu không định bỏ mặc người khác cướp đồ từ tay mình ngụy thư nhai trầm giọng nói tức là ngươi định học theo Mạnh Tinh Hà. Sở Hưu lắc đầu nói, Mạnh Tinh Hà có con đường của Mạnh Tinh Hà, ta có con đường của ta. Bây giờ hắn là người dẫn đầu trong giới cổ tôn, bên cạnh còn có vài vị cổ tôn danh tiếng chấn động Đại La Thiên. Tinh Hà Võ Viện vừa thành lập, toàn bộ bốn vực ở Đại La Thiên đều chấn động. Bây giờ tiếng tăm của ta vẫn kém hơn Mạnh Tinh Hà một chút, cho nên bây giờ ta chỉ cần giữ vững đông vực là được. Còn phương pháp cũng rất đơn giản, chúng ta tới Đại La Thiên lâu như vậy, thời cơ cũng gần ổn thỏa rồi sở hưu nhìn mọi người xung quanh trầm giọng nói ta quyết định thoát ly hoàng thiên các gây dựng thanh giáo ở đông vực đại la thiên để danh tiếng côn luân cũng vang dội tại đại la thiên đối với đề nghị này mọi người ở đây không ai phản đối thậm chí những người kỳ cựu trong côn luân ma giáo như ngụy thư nhai còn có thần sắc kích động thật ra đối với bọn họ mà nói chỉ cần côn luân ma giáo dưới hạ giới khôi phục vinh quang năm xưa là đủ bọn họ cũng thấy thỏa mãn rồi nhưng hiện tại chứng kiến thiên địa rộng lớn ở đại la thiên làm sao bọn họ cam tâm với việc chỉ xưng bá ở hạ giới? Nhưng sau khi hưng phấn kích động, Ngụy lão lại là người đầu tiên bình tĩnh lại, trầm giọng nói: "Hiện nay Đông vực đã có 3 thế lực đỉnh cấp, ngươi đột nhiên thành lập một thế lực, Lăng Tư Tông và Hoàng Thiên Các có đồng ý không? Ngoài ra chúng ta trực tiếp đặt tên là Côn Luân, có khiến người khác nghi ngờ dưới hạ giới không?" Sở Hưu lắc đầu nói: "Sẽ không, vạn năm trước Côn Luân Sơn còn không có thế lực nào. Sau khi Độc Cô Duy Ngã và Ninh Huyền Cơ tới Đại La Thiên, bọn họ cũng không kể về hạ giới." Hai chữ côn luân chỉ tồn tại trong điển tịch sẽ không bị nghi ngờ. Về phần Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông, ta sẽ tới nói chuyện, một tháng sau thánh giáo ta cử hành nghi thức khai tông ở khu vực Nam Man. Nghi thức khai tông có thủ tục phức tạp, cần dùng tới rất nhiều thứ, Sở Hưu trực tiếp giao cho Ngụy thư Nhai xử lý. Ngụy thư Nhai lão luyện thành thục, kinh nghiệm lại phong phú, là người thích hợp nhất để xử lý chuyện này. Hơn nữa Sở Hưu tới Hoàng Thiên Các và Lăng Tiêu Tông đưa thiệp mời cũng là nói cho bọn họ chuyện này. Bên ngoài Hoàng Thiên Các, nghe nói Sở hữu tới thăm sung thu thủy lục tam kim và các trưởng lão hoàng thiên các thậm chí còn đích thân ra nghênh tiếp thật ra bản thân hoàng thiên các cũng thấy mê man không biết nên tiếp đón sở hưu với thái độ ra sao về danh nghĩa sở hưu vẫn là quận trưởng của hoàng thiên các bọn họ nhưng thực tế sở hưu đã thoát ly hoàng thiên các từ lâu một mình quản lý khu vực nam man lúc trước sung thu thủy trả giá là toàn bộ khu vực nam man thuộc về sở hưu đổi lại là sở hưu đứng về phía hắn trong lúc tranh đoạt chức vị các chủ từ đó trở đi quan hệ giữa hai bên đã không phải thuộc hạ hơn nữa sau khi nhận được tin tức gần đây, Sở Hưu hủy diệt Vishnu điện, Sung Thu Thủy càng xác định chuyện này. Hai võ tiên cộng thêm toàn bộ Vishnu điện, lực lượng này còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Các, kết quả vẫn bị Sở Hưu tiêu diệt. Nếu nói vậy, chẳng phải Sở Hưu mà muốn diệt Hoàng Thiên Các cũng rất dễ dàng. Cho nên lúc gặp Sở Hưu, Sung Thu Thủy cảm thấy rất mất tự nhiên, vì hắn không biết nên đối mặt với Sở Hưu bằng thái độ ra sao. Thấy bộ dáng Sung Thu Thủy như vậy, Sở Hưu cũng chẳng muốn thừa nước đục thả câu với hắn. Sở Hưu nói thẳng, các chủ, lần này ta tới đây, thật ra là muốn nói cho các ngươi một chuyện. Ồ, chuyện gì? Sở Hưu sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, ta định thoát ly triệt để khỏi Hoàng Thiên Các, tự thành lập một thế lực ở khu vực Nam Man, tên là Côn Luân Ma Giáo. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển khai tông ở khu vực Nam Man, đến lúc đó hy vọng Hoàng Thiên Các sẽ tham gia. Dưới hạ giới, ma đạo bị coi là dị đoan, cho nên đại đa số võ giả Côn Luân Ma Giáo đều tự xưng là thánh giáo. Nhưng ở Đại La Thiên thì không quan trọng, Ma đạo cũng là một loại võ đạo, không phải chuyện quá mẫn cảm. Cho nên Sở Hưu trực tiếp đặt tên là Ma giáo, hơn nữa còn có thể phân chia thế lực của hai giới thượng hạ. Hạ giới là Thánh giáo, Đại La Thiên là Ma giáo. Vừa nói xong câu này, toàn bộ Hoàng Thiên Các lập tức yên lặng như tờ. Ngay cả Lục Tam Kim cũng trợn tròn hai mắt, dường như không thể ngờ nổi Sở Hưu lại nói như vậy. Nửa ngày sau, một trưởng lão Hoàng Thiên Các đột nhiên nhảy dựng lên, mặt may giữ tợn chỉ vào Sở Hưu trách cứ, "Sở Hưu, ngươi vong ân bội nghĩa, nếu không có hoàng thiên các ta làm sao có nhà ngươi ngày hôm nay kết quả bây giờ lông cánh của ngươi cứng cáp rồi cảm thấy mình có chút thực lực lại thấy hoàng thiên các ta đang trong thời khắc suy yếu nên muốn phân liệt hoàng thiên các ngươi có xứng với ân điển của lão các chủ năm xưa không ngươi có xứng với bốp trưởng lão kia còn chưa dứt lười đã bị sung thu thủy tát bay sang một bên vừa lau máu tươi trên khóe miệng vừa không thể tin nổi nhìn sung thu thủy sung thu thủy hừ lạnh nói ngươi có tư cách lên tiếng ở đây hay sao không hiểu quy củ, im miệng cho ta. Quay đầu lại, Sung Thu Thủy thở dài một hơi, mỉm cười với Sở Hưu như đang rất thoải mái, thật ra ngươi nên đi bước này sớm hơn, đến giờ đã là muộn rồi. Có phải sau này ta nên gọi ngươi là Sở giáo chủ không? À, gọi như thế dễ nghe hơn nhiều. Ngươi yên tâm, một tháng sau ta sẽ tới xem lễ. Sở Hưu mỉm cười chắp tay nói, vậy đa tạ các chủ, ta đi trước. Nói xong Sở Hưu trực tiếp rời khỏi, thậm chí không nhìn tới võ giả vừa nói năng vô lễ kia sau khi sở hưu đi khỏi, mọi người ở đây mới nhìn sung thu thủy với vẻ khó hiểu. sở hưu thoát ly khỏi hoàng thiên các, chưa nói tới chuyện đây là đả kích cực lớn đối với hoàng thiên các, sở hưu còn lấy đi một quận của hoàng thiên các bọn họ một thương ngô quận. sung thu thủy đối mặt với diệp duy không của hàn giang thành mà còn dám liều mạng một lần, sau khi gặp sở hưu lại uất ức nhượng bộ như vậy, mọi người trong hoàng thiên các đều cảm thấy sung thu thủy thay đổi, không còn là sung thu thủy cực kỳ ương ngạnh lúc trước nữa. nên đón ánh mắt mọi người, sung thu thủy thở dài nói nên ương ngạnh thì các ngươi không ương ngạnh, nên ứng biến thì các ngươi lại không biết ứng biến, rốt cuộc mọi người nghĩ ra sao vậy? Các ngươi có biết bây giờ ở khu vực Nam Man, bao gồm cả thương ngô quận tình hình đã ra sao rồi không? Tất cả đều là người của sở hưu. Trước đó ta đã hứa với sở hưu, thương ngô quận và khu vực Nam Man giao cho sở hưu tự trị, cho nên hiện tại nơi đó vốn dĩ không phải địa bàn của Hoàng Thiên Các ta. Mọi thứ đều phải theo lời sở hưu, còn Hoàng Thiên Các ta nói chuyện chẳng khác nào đánh giám. Tình huống đã như vậy, Sở Hưu kia có thành lập tông môn hay không cũng có gì khác nhau. Hơn nữa phải đưa mắt nhìn xa một chút cho ta, đừng nhìn chằm chằm vào một mẫu ba phần đất ở Đông vực nữa. Vị trí của Sở Hưu nằm giữa Đông vực và Nam vực, một khi Nam vực định động thủ với Đông vực, người đầu tiên phải đối mặt chính là Sở Hưu. Cho nên bất luận thân phận của Sở Hưu ra sao, chỉ cần hắn còn thừa nhận mình là người của Đông vực, hắn chính là đồng minh của Hoàng Thiên các ta. Ngày trước lão các chủ đối đãi với hắn không tệ, giữa hai bên chúng ta cũng có chút tình cảm hương hòa. Sung Thu Thủy dừng lại một chút. Ngay lúc những người khác cho rằng hắn đã nói hết, Sung Thu Thủy lại lên tiếng đầy ẩn ý, đương nhiên còn một chuyện còn quan trọng hơn, đó là trong số các ngươi có ai là DOIP thủ của Sở Hưu. Tập kích một trận, hủy diệt Vishnu điện một trong tam đại điện của Phạm giáo, các ngươi có ai làm được? Là hắn hay là các ngươi, toàn bộ Hoàng Thiên Các chúng ta cũng không làm được. Giang Hồ vĩnh viễn là nơi coi trọng thực lực. Hoàng Thiên Các ta là ao cạn, không chứa nổi chân long, còn không bằng hào phóng đưa ân tình, để đối phương thong dong rời khỏi. Nếu thật sự không nể mặt nể mũi, vậy chỉ là mua dây buộc mình, không được lợi chút nào. Đầu óc sung thu thủy thanh tỉnh hiếm có, lần này hắn lại nghĩ rất thoáng, thậm chí còn nghĩ thoáng hơn lục tam kim. Còn những người khác trong Hoàng Thiên Các nghe sung thu thủy nói xong đều im lặng, kể cả vị trưởng lão bị tát bay lúc trước cũng vậy. Khi thế của sở hưu đã không thể đỡ nổi, cho dù bọn họ muốn cản cũng không cản nổi. Mấy ngày sau, sở hưu lại dùng tốc độ nhanh nhất ngựa không dừng vó đi tới lăng tiêu tông vừa thấy sở hưu phương ứng long đã cười lớn bước tới nói sở tiểu hữu hủy diệt Vishnu điện của phạm giáo dương oai khắp bốn vực đúng là đáng mừng sở hưu lắc đầu nói đây không phải là chuyện tốt đẹp gì cho cam nếu không phải phạm giáo năm lần bảy lượt gây sự với ta ta sẽ không ra tay với phạm giáo tuy bây giờ ta rất uy phong nhưng nhưng nếu phạm giáo có cơ hội chắc bọn họ sẽ không bỏ qua cho ta sở hưu nói vậy này khiến phương ứng long không cách nào tiếp lời ngươi đã biết hậu quả mà còn ra tay ác như vậy trực tiếp tiêu diệt một điện của phạm giáo phương ứng long đành cười ha hả nên đón sở hưu vào trong đại điện gọi cả tần bách nguyên và lệnh hồ tiên sơn đến phương ứng long trực tiếp hỏi chẳng hai lần này sở tiểu hữu tới lăng tiêu tông ta là có chuyện gì phương ứng long cũng hiểu đại khái tinh khí của sở hưu hiển nhiên y là người không có việc gì thì không đến tòa tam bảo nếu không có chuyện y cũng chẳng rảnh rỗi nhàm chán tới ôn chuyện với lăng tiêu tông bọn họ sở hưu nói thẳng ta chuẩn bị thoát ly khỏi hoàng thiên cát tự xây dựng tông môn ở khu vực nam man đặt tên là cô Luân Ma Giáo. Một tháng sau sẽ cử hành đại điển khai tông, cho nên mời Phương Tông chủ và chư vị Lăng Tiêu Tông tới dự lễ, tiện đó tuyên truyền giúp ta một chút. Nghe Sở Hưu nói xong, Phương Ứng Long và Tần Bách Nguyên, Lệnh Hồ Tiên Sơn cùng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đầy kinh hãi. Có thế nào bọn họ cũng không ngờ Sở Hưu lại tới nói với mình chuyện như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, bọn họ lại cảm thấy rất bình thường. Như bên phía tông môn Nam vực, cơ bản là có võ tiên nhất nhị trọng thiên đã có thể thành lập một thế lực đỉnh cấp bây giờ ngoài sáng thì sở hưu có thực lực tam trọng thiên nhưng có thể địch nổi võ tiên ngũ trọng thiên một điện của phạm giáo mà nói diệt là diệt đại đa số người trong giang hồ chỉ thấy được thực lực của sở hưu nhưng một số võ giả xuất thân đại phái lại thấy được thế lực phía sau sở hưu giết âm đà la thì đơn giản sở hưu đủ mạnh là được nhưng muốn công phá đại điện của phạm giáo muốn tiêu diệt toàn bộ vishnu điện trong đó cần phải có bao nhiêu cường giả tinh nhuệ những cường giả tinh nhuệ đó không dễ bồi dưỡng nhưng dưới trướng sở hưu lại có lực lượng này có thể nói hiện tại sở hưu còn mạnh hơn cả Hoàng Thiên Các, y lựa chọn như vậy cũng không có gì là lạ. Nửa ngày sau, Phương ứng Long chắp tay nói, chúc mừng sở giáo chủ. Nhưng còn một chuyện, chúng ta nhất định phải biết. Sau khi thành lập Côn Luân Ma Giáo, thái độ của sở giáo chủ đối với đông vực có thay đổi hay không? Phương ứng Long không quan tâm bên Hoàng Thiên Các nghĩ như thế nào, thân là đại phái đệ nhất đông vực, hắn chỉ lo tình hình đông vực sẽ thay đổi ra sao. Sở hưu trầm giọng nói, Phương Tông chủ yên tâm, Cô Luân Ma giáo được xây dựng trong khu vực Nam Man sẽ vĩnh viễn chấn thủ Đông vực. Ta là người Đông vực, lại có thủ oán thâm sâu với Võ Lâm Nam vực, cho dù thế nào thì thái độ của ta cũng không thay đổi. Phương Ứng Long đứng dậy trịnh trọng chắp tay nói, hy vọng sau này Lăng Tiêu Tông và cô Luân Ma giáo sẽ vĩnh viễn không trở thành địch nhân, cùng chấn thủ Đông vực. Sở Hưu cũng đứng dậy chắp tay nói, nhất định rồi. Hai bên đều nói chắc như đinh đóng cột nhưng thực tế ngay chính bọn họ cũng biết điều này là không thể hiện tại bọn họ còn chưa trở mặt chỉ vì bọn họ có chung mục tiêu cũng có chung lợi ích mà thôi sau khi rời khỏi lăng tiêu tông trong thời gian một tháng tin tức cô luân ma giáo sắp khai tông đã lan truyền khắp đông vực thậm chí lan truyền khắp bốn vực của đại la thiên một tông môn đỉnh cấp có ba vị võ tiên được thành lập cho dù ở đại la thiên đây cũng coi là đại sự hơn nữa trong đông vực cô luân ma giáo còn trực tiếp tuyên bố cô luân ma giáo mở rộng cửa chiêu mộ đệ tử hơn nữa không chỉ chiêu mộ đệ tử Toàn bộ tông môn trực tiếp gia nhập dưới trướng Côn Luân Ma giáo cũng được. Mạnh Tinh Hà thành lập Tinh Hà Võ viện rất bình thản, có thể lôi kéo được cơ duyên nào thì được cơ duyên đó, kéo được phần khí vận nào thì được phần khí vận đó. Còn Sở Hưu Định trực tiếp bắt chước cách làm của Côn Luân Ma giáo dưới hạ giới. Võ giả tán tu muốn gia nhập Côn Luân Ma giáo, bất luận tốt xấu, chiêu mộ toàn bộ. Nhưng chỉ những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, thiên tư xuất chúng mới được sắp xếp vào trong các đường khẩu của Côn Luân Ma giáo, thực lực yếu chỉ có thể ở tầng chót nhưng Sở Hưu cũng không ngại nhiều người. Trong Đại La Thiên, Cô Luân Ma giáo không hề nhỏ hơn hạ giới. Còn những tiểu môn phái tiểu thế gia muốn gia nhập Cô Luân Ma giáo cũng có thể trở thành thuộc hạ, chỉ cần thể hiện xuất sắc, gia chủ trưởng môn còn có thể làm ma sứ của Cô Luân Ma giáo, đệ tử cũng có thể chính thức gia nhập Cô Luân Ma giáo. Thật ra phương pháp này tuy có thể khiến thực lực của Cô Luân Ma giáo tăng vọt trong thời gian ngắn nhưng tai hại cũng rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ thiếu trung thành đối với Cô Luân Ma giáo. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng Cả độc cô duy ngã 500 năm trước hay sở Hưu hiện giờ, xưa nay yêu cầu của bọn họ đối với thuộc hạ không phải trung thành mà là nghe lời và năng lực. Thời đỉnh phong của cô luân ma giáo 500 năm trước, dưới trướng có vô số thế lực phụ thuộc nhưng nào ai dám làm phản. Chỉ tới khi cô luân ma giáo bị hủy diệt mới có một số thế lực phụ thuộc phản bội cô luân ma giáo, nhưng tương tự vẫn có một số thế lực phụ thuộc trung thành tuyệt đối, ví dụ như âm ma tông. Đối với sở Hưu, như vậy là đủ. Khi y có mặt, uy danh của y có thể áp chế đám người này. Khi y không có mặt, nếu cô Luân Ma Giáo còn không thể áp chế đám người này, vậy chứng minh cô Luân Ma Giáo đã từ thịnh sang suy, bản thân đã là lầu cao sắp đổ. Cho nên khi đó bọn họ có trung thành cũng vô dụng. Khi sở hưu tuyên bố những lời này, toàn bộ đông vực đều sôi trào. Không có định kiến về môn phái, không quan tâm tới xuất thân, thậm chí người muốn đưa toàn bộ gia tộc hay thế lực gia nhập dưới trướng vào cũng được, còn không ảnh hưởng tới truyền thừa của bản thân, điều kiện hậu đãi như vậy có thể thu hút rất nhiều võ giả những võ giả tán tu bị những đại phái đỉnh cấp như lăng Tư tông trướng mắt đã bắt đầu lên đường tới khu vực nam man còn có một số môn phái nhỏ gia tộc nhỏ thường xuyên bị đại phái chèn ép cũng quyết định gia nhập côn luân ma giáo gia nhập dưới trướng sở hưu đổi lại một chỗ dựa trong cửu phượng kiếm tông ở phương lâm quận lâm phượng vũ đọc tin tức liên quan tới côn luân ma giáo thần sắc kiên định nói với lâm nhai tử phụ thân con quyết định đưa toàn bộ cửu phượng kiếm tông vào côn luân ma giáo trở thành thế lực phụ thuộc của côn luân ma giáo ta cũng muốn gia nhập côn luân ma giáo Lúc này Lâm Phượng Vũ đã có tu vi cảnh giới chân hỏa luyện thần, hơn nữa thiên phú của cô rất xuất chúng, lúc này đã đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần đỉnh phong, thậm chí chiến lực còn mạnh hơn phụ thân Lâm Nhai Tử. Cho nên thời gian gần đây, thật ra Lâm Nhai Tử đã từ từ về hưu, giao Cửu Phượng kiếm tông cho con gái mình xử lý. Cửu Phượng kiếm tông từng gặp biến cố lớn, suy nghĩ của Lâm Nhai Tử cũng đã thay đổi. Nam nữ thì sao, hắn không có con trai cũng chẳng có đệ tử thành tài, chỉ có một cô con gái xuất sắc cho nên hắn đã quyết định chính thức giao cửu phượng kiếm tông cho lâm phượng vũ. sau khi nghe xong, lâm nhai tử thở dài một tiếng nói gia nhập thì cũng được. bây giờ con cứ quyết định cho cửu phượng kiếm tông là được. nhưng con gái à, con còn chưa quên sở đại nhân đó ư? lâm phượng vũ lắc đầu, thần sắc kiên nghị nói con để cửu phượng kiếm tông gia nhập côn luân ma giáo không phải vì sở đại nhân mà vì chính cửu phượng kiếm tông chúng ta. cửu phượng kiếm tông ta không phải mạnh nhất ở phương lâm quận. sau khi gia nhập côn luân ma giáo cũng coi như có chỗ dựa. Ngoài ra truyền thừa của cửu phượng kiếm tông ta chỉ có hạn, con muốn bước vào cảnh giới thiên địa thông huyền thì chỉ có thể dùng thời gian tích góp. Nhưng nếu con gia nhập đại phái như Hoàng Thiên Các, chắc chắn sẽ phải từ bỏ cửu phượng kiếm tông, chỉ có côn luân ma giáo là không hạn chế điều này. Đối với cả con và cửu phượng kiếm tông, gia nhập côn luân ma giáo mới là lựa chọn chính xác nhất. Lâm Phượng Vũ ngoài miệng thì nói đạo lý rõ ràng, nhưng rốt cuộc trong lòng cô nghĩ thế nào, chỉ có chính cô biết. Còn bất luận nguyên nhân ra sao, toàn bộ đông vực đều sôi trào vì quyết định thành lập côn luân ma giáo chỉ trong một tháng các đại phái đều đã tới khu vực nam man cùng lúc đó ba vực còn lại cho dù quan hệ tốt xấu như thế nào cũng làm theo thông lệ phái người đến dự lễ biên giới của thương ngô quận khu vực nam man nơi này đã không phải rừng rậm với cây cỏ rậm rạp dã thú tràn lan như lúc sở hưu tới đây trước kia mà đã được côn luân ma giáo mở từng con đường lớn các bộ lạc xung quanh cũng chịu uy hiếp của bộ lạc hắc la lại được sở hưu cung cấp một số tài nguyên cho đi sâu vào trong rừng ngược lại tạo thành một tấm bình phong cho côn luân ma giáo từng cung điện lầu các đột ngột mọc lên từ mặt đất không những không có cảm thấy bỡ ngỡ thậm chí còn có cảm giác man hoang thê lương một số võ giả đông vực đi lại trên con đường lớn nhìn những kiến trúc xung quanh còn có từng đội ngũ đệ tử côn luân ma giáo mặc áo đen thần sắc lạnh lẽo mang sát khí cực kỳ nồng đậm không khỏi rét run Trước đó bọn họ còn tưởng sở hưu thành lập côn luân ma giáo là vì thực lực của hắn tăng vọt, nảy sinh ý đồ này. Nhưng sau khi chứng kiến những kiến trúc và cung điện ở Nam Man, còn có những võ giả mà y bồi dưỡng, đây đâu phải thứ có thể chuẩn bị trong lúc gấp gáp. Hiển nhiên từ rất lâu trước đó, khi sở hưu còn là đệ tử của Hoàng Thiên Các, khi y còn liều mạng chém giết vì Hoàng Thiên Các, thật ra y đã có ý định tự lập. Từ điểm này, bọn họ cũng có thể nhìn ra sở hưu kia có tâm cơ cực kỳ thâm trầm, ngoài ra y có thể chịu đựng tới tận cùng, không trở mặt với Hoàng Thiên Các. Thậm chí cuối cùng Hoàng Thiên Các còn đích thân tới chúc mừng Côn Luân Ma Giáo thành lập, chuyện này đúng là khó tưởng tượng. Đúng lúc này, mọi người lại phát hiện phía trước có tranh chấp. Một võ giả mặc hoa phục la hét với thủ vệ của Côn Luân Ma Giáo, có vẻ rất bất mãn. Côn Luân Ma Giáo các ngươi làm vậy là có ý gì? Sở đại nhân nói hoan nghênh những môn phái nhỏ chúng ta tới gia nhập, kết quả các ngươi còn không cho chúng ta vào cửa, có phải các ngươi coi thường lâm kỳ giang ra ta không? Đệ tử thủ vệ Côn Luân Ma Giáo vẫn khá kiềm chế, biết hôm nay là ngày đẹp để cô Luân Ma Giáo bọn họ khai tông lập phái ở Đại La Thiên, cho nên không muốn làm lớn chuyện. Phải biết hắn là lão nhân theo sở hưu từ khi còn ở Thanh Long Hội, liên tiếp Nam Trinh Bắc chính phía sau sở hưu. Dưới hạ giới nếu có ai dám nói năng với hắn như vậy, hắn đã sớm tát thẳng tay. Nhưng ở nơi này, hắn đành phải kiên nhẫn giải thích, giang gia chủ, cô Luân Ma Giáo ta hoan nghênh tất cả mọi người tới dự lễ, nhưng hôm nay là đại điển khai tông lập phái của cô Luân Ma Giáo à. Không chỉ có võ giả đông vực đến đây, người của các đại phái của ba vực khác cũng sẽ tới, cho nên không chứa nổi nhiều người như vậy. Nếu giang ra các ngươi chỉ có mấy người tới thì cũng thôi, nhưng các ngươi đưa cả trăm người tới, làm sao ta có thể cho các ngươi vào hết được. Toàn bộ thương ngô quận đều là địa bàn của cô Luân Ma Giáo ta, giang gia chủ có thể dẫn vài tâm phúc vào, để những người còn lại tạm thời nghỉ ngơi ở thương ngô quận là được. Nhưng thái độ của gia chủ giang gia này lại cực kỳ ương ngạnh, chỉ vào đệ tử giữ cửa, tức giận nói, ta mặc kệ, trước đó các ngươi đâu có nói như vậy sở đại nhân hùng tài vĩ lược lòng dạ khí độ bao dung thiên hạ sao lại làm chuyện cự tuyệt khách hứa ngoài cửa như vậy ta thấy đám tiểu lâu la gác cửa các ngươi lấy lông gà làm lệnh tiễn cố tình làm khó chúng ta cấp trên của ngươi là ai ta muốn gặp giới cao tầng của côn luân ma giáo đòi lại công bằng cho ta lúc này ở một phía khác lâm nhai tử và lâm phượng vũ cũng trong đám người thấy gia chủ giang gia cố tình gây sự lâm phượng vũ định đứng ra quát ngừng nhưng lại bị lâm nhai tử kéo lại con gái ngốc con tưởng tên kia đang gây sự hay sao Lâm Phượng Vũ cau mày nói, hôm nay là ngày khai tông lập phái của cô Luân Ma Giáo ta, không phải gây sự thì là gì. Lâm Nhai Tử không còn gì để nói, đúng là con gái lớn thì không dùng được, còn chưa gia nhập cô Luân Ma Giáo đã há miệng nói cô Luân Ma Giáo ta rồi. Lâm Nhai Tử giải thích, Giang Gia có thể sinh sống như cá gặp nước ở Lâm Kỳ Quận, ngươi nhìn hắn có giống kẻ ngu không? Trong thời điểm này mà hắn dám khiêu chiến với cô Luân Ma Giáo hay sao? Cho hắn hai cái lá gan cũng không dám, chẳng qua hắn chỉ giờ thủ đoạn thu hút sự chú ý của sở đại nhân mà thôi. Ngươi nghe hắn nói đi, lời nói không phải chỉ mắng sở đại nhân mà là tân bốc tán dương. Lát nữa sở đại nhân đi ra thấy cảnh này, vì thu nạp lòng người, chắc chắn sẽ mắng đệ tử thủ vệ kia một chút, sau đó ra vẻ rộng lưỡng đón bọn họ vào. Đến lúc đó các thế lực nhỏ muốn gia nhập Côn Luân Ma Giáo thấy thái độ của sở đại nhân với Giang Gia còn như vậy, chắc chắn sẽ càng yên tâm quy thuận. Đây là ngàn vàng mua xương ngựa, hiện tại Giang Gia đang chủ động muốn làm xương ngựa. Con gái à, thực lực của con thì không kém, thủ đoạn đối phó với đám già đời này vẫn kém một chút. Lâm Phượng Vũ nghe vậy lại cười lạnh nói, nếu là như vậy, giang gia này rõ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, chơi với lửa bị lửa đốt lên người. Lâm Nhai Tử ngạc nhiên nói, con nói sao? Lâm Phượng Vũ điềm nhiên nói, sở đại nhân có tâm cơ, nhưng xưa nay ngài ấy khinh thường những kế vật hạ cấp như vậy, ngài ấy càng không vì chuyện thu nạp lòng người mà bạc đãi người mình. Lâm Nhai Tử vừa định nói gì đó, ở một phía khác lại có hai người chậm rãi đi tới một người tay cầm một thanh phi đao vàng kim hình rồng, một người khác mặt không biểu cảm, lưng cõng một thanh trọng kiếm. Chính là Đường Nha và Nhạn Bất Quy. Đường Nha lười biếng nói, ta chính là cấp trên của hắn, ai muốn tìm ta. Gia chủ Giang Gia kia vừa đứng ra, không đợi hắn lên tiếng, sắc mặt Đường Nha đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, đánh cho tàn phế. Sau lưng hắn, Nhạn Bất Quy bước ra một bước, lực lượng khổng lồ khiến toàn bộ vùng đất rung động. Trọng kiếm như núi cao ép xuống nhưng tốc độ lại nhanh chóng tới cực hạn, như một ngôi sao băng màu xám, thậm chí mọi người chỉ thấy được một tàn ảnh. Rầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cương khí hộ thể trên người gia chủ Giang gia ra chẳng khác nào tờ giấy, lập tức bị cắt đứt. Xương cốt toàn thân đều bị nhận bất quy đánh nát một cách cực kỳ chính xác, trực tiếp bay ngược ra ngoài, toàn thân đổ máu, đã không còn thần trí. Đường Nha đảo mắt một lượt, lạnh nhạt nói, "Hôm nay là ngày đẹp, cô luân ma giáo ta khai tông lập phái, cho nên không giết người, ta tha cho hắn một mạng." Loại rõ ràng gì mà dám dở kế vật trước mặt cô luân ma giáo ta? Đúng là không tự biết mình. Nói xong đường nha chỉ vào đệ tử thủ vệ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nhìn lại mình đi. Có phải mới theo gia chủ một hai ngày đâu? Ngủ với nữ nhân lắm quá nên không động đau nổi nữa à? Còn nói nhảm với cái loại này bao lâu như vậy? Nhớ cho kỹ, cô luân ma giáo ta là biển chứa trăm sông, nhưng đã vào biển rồi thì đừng có lôi cái bộ dạng trong sông ra cho mất mặt. đệ tử thủ vệ lập tức đỏ mặt giải thích, ta đâu có ngủ với nữ nhân bây giờ ta vẫn còn là đồng nam à. Đường nha cười mắng, ai quan tâm ngươi có thật là đồng nam không? Chưa từng chạm vào nữ nhân thì đáng kiêu ngạo lắm à. Ngoan ngoãn canh gác đi, nhớ kỹ lời ta nói. Trước khi đi, đường nha còn nhìn mọi người xung quanh một cái, ánh mắt không chú ý cười, chỉ có hàn ý lạnh lẽo. Những lời này của đường nha không phải nói riêng cho đệ tử kia mà còn là nói với bọn họ. Gia nhập cô luân ma giáo không có nhiều hạn chế, nhưng lại có rất nhiều quy củ, quy củ tối thiểu là tôn trọng những đệ tử thế lực nhỏ và các võ giả tán tu đều run rẩy ngoan ngoãn xếp hàng đăng ký vào trong có vài người cảm thấy mình dẫn theo hơi nhiều lập tức bảo người dưới đi bớt chỉ để lại hai ba tâm phúc sợ gây phiền toái một phía khác của con đường hai tăng nhân đứng đó quan sát mọi chuyện trong đó một tăng nhân trẻ tuổi hai mắt nhắm lại chính là pháp tịnh còn có một lão tăng mặt mũi hiền lành nhưng lại có tu vi thất trọng thiên lão tăng này chính là thủ tọa tế không của địa tạng các thuộc thiên la bảo tự biết côn luân ma giáo khai tông lập phái nên tới dự lễ Sở Hưu và Thiên La Bảo tự bọn họ hợp tác hai lần, hai bên cũng có không ít quan hệ. Đương nhiên với thực lực của Sở Hưu, chắc chắn không đến mức loại cường giả như Tế Thiện Thiền sư thủ tọa hóa sinh các đích thân tới dự lễ chúc mừng, cho nên phái Tế Không thủ tọa địa tạng khác khá có danh vọng đến đây, ngoài ra còn có người thừa kế của hóa sinh các, Pháp Tịnh. Đội ngũ này đã là rất nể mặt Sở Hưu. Pháp Tịnh, ngươi thấy những người dưới trướng Sở Hưu ra sao? Pháp Tịnh trầm giọng nói, thực lực cường đại, nội tình hùng hậu, hơn nữa tông môn có cảm giác cực kỳ đoàn kết trên người lại có sát khí nồng nặc hiển nhiên là loại võ giả trải qua vô số trận chiến quan trọng nhất là dưới trướng sở hưu có rất nhiều võ giả như vậy thậm chí số lượng còn nhiều hơn hóa sinh các ta chẳng trách hắn có thể hủy diệt Vishnu điện quy mô võ giả như vậy không tính võ tiên đừng nói hủy Vishnu điện cho dù ăn thua đủ với Siva điện cũng được trước đó lúc ở Đại La Thần Cung những người dưới trướng hắn đã khiến ta cảm thấy không phải loại phàm tục bây giờ nhìn lại hóa ra đó còn chưa phải toàn bộ lực lượng của hắn. Tế không nghi ngờ nói, cho nên ta mới lấy làm lạ, rốt cuộc tên sở hưu này kiếm đâu ra những người như vậy. Mấy năm gần đây đâu có nghe bên đông vực có chém giết quy mô lớn, rốt cuộc hắn làm sao bồi dưỡng được những đệ tử như vậy. Pháp tịnh không nói gì, hiển nhiên cũng đang thắc mắc về chuyện này. Tế không lắc đầu nói, được rồi, không nghĩ nhiều nữa. Sở hưu diệt Vishnu Điện, xem như đã kết thủ oán lớn với phạm giáo, chắc chắn phạm giáo sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên trước mặt thực lực của hắn càng mạnh càng tốt, chỉ cần đối phó được với Phạm giáo, vậy sẽ là đồng minh tốt đối với Thiên La Bảo Tự chúng ta. Nghe nói lần này còn có người của Phạm giáo tới, Pháp Tịnh đột nhiên nói. Tế Không gật đầu nói, có lẽ là thấy chúng ta tới nên Phạm giáo cũng phái người tới, chắc là không muốn thừa nhận với mọi người ở Đại La Thiên là bọn chúng đã thua rất thảm. Vậy lát nữa người của Phạm giáo mà gây sự, chúng ta có hỗ trợ không? Tế Không cười nói, đây là đại điển khai tông lập phái của Cô Luân Ma giáo, chúng ta tham gia vào làm gì? rốt cuộc có mất mặt hay không hay mất hết, tất cả đều là chuyện của sở hưu, không liên quan tới chúng ta. Nói cách khác, nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà hắn cũng không giải quyết được, vậy thì khai tông lập phái làm gì? Phật tổ lão nhân gia có nói, không cần xen vào chuyện của người khác. Phật tổ không nói câu này. Pháp tịnh sắc mặt nghiêm túc. Phật tổ lão nhân gia nói nhiều như vậy, bần tăng nhét thêm cho hắn một câu cũng có gì lớn đâu. Đi thôi, vào xem xem rốt cuộc cô luân ma giáo này trông ra sao phía trước quảng trường đại điện trung ương của côn luân ma giáo phiên đá đen nhánh trải dưới mặt đất trận văn phức tạp lóe lên từng điểm sáng chiếu rọi toàn bộ quảng trường kiến trúc bốn phía xung quanh của côn luân ma giáo cực kỳ bằng phẳng tuy đơn giản nhưng lại khiến người ta có cảm giác áp lực nặng nề hoàn toàn khác phong cách kiến trúc của đại la thiên chuyện này cũng khiến võ giả của các môn phái nhỏ sắc mặt nghiêm nghị không dám tùy tiện làm ồn trước đó khi côn luân ma giáo vừa tuyên bố thành lập chỉ riêng tên tuổi sở hưu cũng đáng để bọn họ gia nhập dưới trướng nhưng khi đó bọn họ cho rằng côn luân ma giáo hiện tại chỉ là một gánh hát rong, kết quả bây giờ nhìn lại, thậm chí nơi này đã hùng vĩ không kém gì các đại tông môn như Lăng Tiêu tông và Hoàng Thiên Các. Đặc biệt là trận pháp ở dưới đất, vừa nhìn là biết bắt nguồn từ tay đại gia trận đạo, không phải vật phàm. Sở Hưu ngồi chính giữa quảng trường, đám người ngụy thư nhai ngồi xung quanh, đợi giờ lành đến bắt đầu tổ chức đại điển khai tông. Bên phía đông vực khoảng cách gần, thật ra mọi người đã đến gần đủ. Hoàng Thiên Các là thế lực tới đầu tiên. Sung Thu Thủy dẫn theo Lục Tam Kim và một số trưởng lão Hoàng Thiên Các đích thân tới, có thể nói là đã cho Sở Hưu đủ thể diện. Thậm chí Hoàng Thiên Các còn tặng Sở Hưu một món quà lớn, đó là một trận bàn của Hoàng Thiên Các được truyền thừa từ thời thượng cổ, có thể tùy ý thay đổi vị trí. Trận bàn chế tạo khó khăn hơn trận pháp nhiều, vì thường xuyên phải di chuyển, cho nên vật liệu cũng càng quý giá. Cảnh tượng này khiến các tông môn khác ở Nam vực biết, tuy Sở Hưu rời khỏi Hoàng Thiên Các tự lập nhưng hai bên không có xung đột mà là chia tay trong hòa bình thậm chí quan hệ của hai bên không tệ lăng tiêu tông cũng tới phương ứng long và tần bách nguyên dẫn theo đệ tử tới đưa tặng lễ vật chỉ để lại lệnh hồ tiên sơn lưu thủ lăng tiêu tông cũng coi như cho sở hưu đủ thể diện trong số các tông môn ở đông vực chỉ duy nhất hàn giang thành không tới chuyện này khiến cho mọi người hiểu rốt cuộc diệp duy không hận sở hữu tới nhường nào thật ra các tông môn ở đại la thiên rất chú ý tới thể diện cho dù có lúc đôi bên đánh nhau kịch liệt nhưng trong thời điểm này vẫn phải nể mặt nhau ví dụ như lăng tiêu tông và hoàng thiên cát Hai bên đánh nhau từ dưới hạ giới, Đâu đá tới tận bây giờ, nhưng một khi hai bên có đại sự hay lễ tiết gì đó, bên còn lại vẫn phái người tới, tuy khó tránh khỏi có mùi thuốc súng. Nhưng lần này thậm chí Hàn Giang Thành còn không phái người tới, có thể thấy rốt cuộc đối phương hận sở hưu tới mức nào, thậm chí không buồn nể mặt nhau. Sau khi người của Nam vực tới, người của các vực khác cũng liên tiếp tới nơi. Võ giả đứng canh gác ngoài quảng trường lớn tiếng nói, Nam vực Thiên Ma cung tới chúc mừng. Ngoài người của Đông vực ra, Thiên Ma Cung là tông môn đầu tiên ở vực khác tới nơi. Nhưng mọi người đều biết Sở Hưu và Thiên Ma Cung có giao tình, hai bên từng liên thủ hủy diệt Cực Lạc Ma Cung, cho nên Thiên Ma Cung tích cực như vậy cũng không có gì lạ. Chúc mừng Sở giáo chủ, rốt cuộc giới Ma đạo ta cũng có một đồng minh thực lực cường đại. Viên Không Thành cười ha hả tặng quà, thái độ hết sức hiền lành. Lúc trước hắn đưa tin tình báo về Thiên Hạ Kiếm Tông cho Sở Hưu là đánh cược, đánh cược vào tương lai của Sở Hưu. Kết quả hiện tại hắn cược đúng, thậm chí tốc độ trưởng thành của sở hưu còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn còn sở hưu cũng thành lập ma giáo liệu có xung đột với thiên ma cung của hắn không chuyện này thì viên không thành không hề lo lắng hắn vẫn suy nghĩ theo cách cũ vạn năm qua mỗi vực đều sinh sống riêng biệt nếu sở hưu ở nam vực hắn sẽ cảnh giác thậm chí bài xích nhưng ở đông vực thì hai bên có thể trở thành đồng minh viên cung chủ khách khí mời ngồi sau khi viên không thành đến nơi những tông môn khác của nam vực như thiên hạ kiếm tông đại thiên môn và chiến võ thần tông cũng lần lượt trình diện đáng nhắc tới là không ngờ thịnh cửu uyên lại đứng bên phía thiên hạ kiếm tông còn thiên hạ kiếm tông lại dẫn theo phương thất thiếu nhưng thấy phương thất thiếu xuất hiện sở hưu lại khá căng thẳng y biết bản tính của phương thất thiếu trong tình hình như vậy tốt nhất đừng lộ tẩy may là phương thất thiếu cũng biết mình đến là để làm gián điệp cho nên hắn không đối diện với đám người sở hưu chỉ nhìn trái một cái nhìn phải một cái bộ dạng như chưa thấy việc đời bị mộ bạch xương quát lớn một câu mới chịu đứng im Bắc vực Tam Thanh Điện, Hoàng Thiên Các, Linh Bảo Quan đến chúc mừng. Các tông môn ở Bắc vực, ngoài ngân linh tử của Linh Bảo Quan thì Sở Hưu chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng đại sự khai tông lập phái như vậy, Bắc vực nghe tin đương nhiên cũng phải tới. Tam Thanh Điện phái một trưởng lão và một người có quen biết với Sở Hưu trong Đại La Thần Cung, Phương Dật Trần. Linh Bảo Quan thì phái ngân linh tử và một đạo sĩ trung niên. Tây vực Thiên La Bảo tự tới chúc mừng. Tế Không và Pháp Tịnh đi vào trong điện, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Trước đó hai bên đã liên thủ xử lý Vishnu điện của Phạm Giáo, khiến toàn bộ Đại La Thiên chấn động, đây là chuyện lớn tài trời. Hiện tại, với quan hệ của hai bên, cho dù không phải đồng minh chính thức nhưng trong mắt các võ giả Đại La Thiên khác, bọn họ chính là đồng minh, cho nên Thiên La Bảo tự phái người tới cũng rất bình thường. Chúc mừng sở giáo chủ. Tế không và sở hưu không quen biết, Pháp tịnh là ít nói, cho nên đôi bên chỉ hàn huyên vài câu rồi hai người được mời sang ngồi một bên. Ngay lúc mọi người cho rằng mọi người đã đến đông đủ, đại điển có thể bắt đầu, đệ tử ngoài cửa lại lớn tiếng hô tinh hà võ viện phương đạo trần tôn giả tới chúc mừng vừa nghe cái tên này sắc mặt mọi người ở đây lập tức trở nên kỳ quái không ai ngờ tinh hà võ viện cũng phái người tới thật ra khi tinh hà võ viện thành lập mọi người ở đây cũng phái người đến nhưng so với sở hưu tinh hà võ viện khiêm tốn hơn nhiều con đường mà mạnh tinh hà muốn đi cũng khác với sở hưu lúc này sở hưu lại nheo mắt có vẻ suy tư người khác cho rằng sở hưu và mạnh tinh hà đi theo con đường khác nhau nhưng trên thực tế mục đích của hai bên lại tương tự, đều muốn tranh đoạt đủ khí vận trước khi đại thế đại tranh diễn ra. Y làm ra chuyện lớn như vậy ở Đông vực, có thể nói Tinh Hà Võ Viện đừng hòng tuyển nhận một đệ tử nào. Y tin mạnh Tinh Hà cũng có thể nhìn ra, hiện tại hai bên chính là đối thủ cạnh tranh. Phương Đạo Trần là một người trung niên ăn mặc theo lối đạo sĩ, hắn cũng là cổ tôn theo trường phái đạo gia, đạo hiệu Thanh Huy, có tu vi võ tiên tứ trọng thiên. Sau khi đi vào Phương Đạo Trần phẩy phất trần, trầm giọng nói với Sở Hưu: chúc mừng sở giáo chủ thành lập côn luân ma giáo gương oai đồng vực sở giáo chủ cũng là người trong giới cổ tôn chúng ta tương lai phải thật thân cận mới được giới cổ tôn đã có hai thế lực lớn xuất hiện mạnh tán nhân cũng hy vọng tinh hà võ viện và côn luân ma giáo thậm chí toàn bộ giới cổ tôn có khí vận dài lâu phương đạo trần cố tình nhấn mạnh hai chữ khí vận nhưng không nghe được rốt cuộc hắn có ý gì sở hưu điềm nhiên đáp mời phương đạo trưởng ngồi nhờ ngài chuyển lời cảm ơn tới mạnh tán nhân giúp ta có nhiều người tới như vậy mọi người đang nghĩ sắp bắt đầu không ngờ bên ngoài lại vang lên tiếng của đệ tử thủ vệ nhưng lần này giọng nói của đệ tử thủ vệ lại hơi trần trừ ấp a ấp úng không hô được tên lúc này một âm thanh cứng nhắc lại vang lên bộ lạc la sơn thiệu võ long sơn đại diện cho lão man vương tới chúc mừng sở giáo chủ khai tông lập phái truyền thừa muôn đời nghe xong câu này mọi người ở đây đột nhiên biến sắc tất cả các thế lực tiếp giáp với thập vạn đại sơn đều nghe tới tên bộ lạc la sơn còn những người chưa từng nghe danh bộ lạc La Sơn cũng biết tới sự tồn tại của lão Man Vương, có thể nói đây là đệ nhất cường giả trong man tộc hiện tại. Cô Luân Ma Giáo khai tông lập phái, đối phương tới đây làm gì? Pháp tịnh hạ giọng truyền âm cho tế không, sư thúc, lão Man Vương là người phương nào? Tuy pháp tịnh tu vi mạnh, nhưng dù sao vẫn là người trong thế hệ trẻ, bình thường chỉ chuyên tâm tu luyện, không hiểu nhiều về phương diện này. Tế không trầm giọng nói, lão già đó là kẻ khó đối phó nhất trong man tộc. Man tộc truyền thừa không ngừng, ngoài lý do là vì trong các đại bộ lạc của man tộc còn có một số thần khí truyền thừa còn vì mỗi thế hệ man tộc lại xuất hiện một hai vị trí cường giả đỉnh cấp lão man vương chính là người như vậy hơn nữa nghe nói lão man vương kia không đơn giản thậm chí có dính líu nhân quả tới một số đại phái ở đại la thiên ta nhưng vì sao man tộc lại chạy tới chúc mừng sở hưu không đúng có gì đó không đúng trước đó khu vực nam man thuộc phạm vi quản lý của hoàng thiên các thường xuyên diễn ra man tộc bạo động còn khi sở hưu quản lý thậm chí chưa từng xảy ra một lần bạo động nào. Ngoài ra, trước đó rốt cuộc sở hữu làm cách nào đi xuyên qua thập vạn đại sơn tập kích phạm giáo. Nếu chỉ có mình hắn thì không thành vấn đề, nhưng khi đó sở hữu còn dẫn theo hơn vạn tinh nhuệ của cô Luân Ma Giáo, cho dù đám man tộc dọc đường có mù thì cũng phát hiện ra được. Tế không phát giác ra điều này thì mọi người ở đây cũng phát hiện, ai nấy sắc mặt kỳ quái, không phải sở hữu này cấu kết với man tộc đấy chứ. Đương nhiên, thực ra đây không phải chuyện lớn gì, các đại phái đều có trao đổi nhất định với man tộc, chẳng qua không để lộ ra ngoài mà thôi, hơn nữa còn nhiều lần lấy hàng giả ra lửa man tộc. Nếu là tông môn nhỏ làm vậy, có lẽ còn có người quản, nhưng thế lực có thể tùy ý tiêu diệt một điện của phạm giáo như sở hưu, thậm chí không ai buồn quan tâm. Lúc này mặt đất bỗng dung chuyển dữ dội, còn có tiếng ma sát khổng lồ. Ngoài cửa vào quảng trường, không ngờ Long Sơn lại trực tiếp kéo theo một con dao long màu vàng đất đi vào trong quảng trường. Con dao long kia dài khoảng trăm trượng, thậm chí thân thể như người khổng lồ của Long Sơn còn không lớn bằng đầu con dao long kia. Vừa đi vào hắn đã nói một chàng, đây là sơn dao mà lão man vương đích thân săn bắt, dọc đường ta phải kéo tới mệt rũ ra rồi, ta muốn ăn thịt, còn muốn uống rượu. Đi theo bên cạnh Long Sơn là một người trung niên mặc cẩm bào, tuy làn da cũng ngăm đen, thân hình cũng cao lớn, nhưng cử chỉ và cách ăn mặc không khác gì võ giả đại la thiên. Hắn chắp tay nói với giọng trung nguyên cứng nhắc, Lão Man Vương chúc mừng sở giáo chủ khai tông lập phái nên cố tình đi sâu vào trong thập vạn đại sơn săn giết con thổ giao này, coi như lễ vật. Tộc ta coi trọng nhất là tình nghĩa bằng hữu, sở đại nhân khai tông lập phái ở Nam Man, ngay gần tộc ta, mong cho tình nghĩa chúng ta trường tồn vạn cổ. Khi Long Sơn và Thiêu Võ mang lễ vật tới, hơn nữa còn nói một chàng tình nghĩa như vậy, sở hưu biết mình đã bị lão Man Vương chơi một vỗ. Lão già này tuy là man tộc nhưng không có chút thật thà nào của man tộc, quả thật là một lão cáo già, lão hồ ly. Hôm nay hắn nói như vậy ngay trước mặt mọi người, có thể nói là đã khẳng định sở hưu và man tộc có quan hệ, có cấu kết. Cứ như vậy, cho dù sở hưu không muốn tiếp tục trao đổi với man tộc cũng không được, vì y bỏ lỡ giao dịch tương đương với mất đi tình nghĩ cùng bộ lạc La Sơn, càng không đáng. Đương nhiên lão man vương cũng biết bao năm qua sở hưu là người hiếm có không có cái nhìn phiến diện về man tộc, đồng ý trao đổi bình đẳng với man tộc, cho nên hắn cũng không làm gì quá đáng. Con thổ giao kia đã là hung thú cấp cao, có thể sánh ngang với cường giả võ tiên thất trọng thiên của nhân tộc. Ở bên ngoài đã mấy trăm năm rồi chưa từng xuất hiện, mỗi giọt máu tươi trên người nó cũng là bảo bối. Có thể nói riêng con thổ giao này đã gấp 10 lần lễ vật của tất cả mọi người ở đây cộng lại. Hơn nữa thiêu võ nhấn mạnh hai chữ tình nghĩa như vậy cũng là biểu thị hai bên là đồng minh có quan hệ chặt chẽ. Thực lực của lão man vương không yếu, sở hưu không nhìn ra tu vi của hắn, ít nhất đối phương cũng phải bát trọng thiên trở lên, thậm chí có thể là trí cường giả cửu trọng thiên có một vị cường giả như vậy làm đồng minh, cho dù giáo chủ phạm giáo muốn động tơi tên sở hưu kia, cũng phải nghĩ xem liệu mình có đi qua thập vạn đại sơn đại la thiên không. Lần này lão man vương phái người tặng quà đúng là giờ chút thủ đoạn, nhưng sở hưu lại không kháng cự thủ đoạn này, ít nhất y thấy được chỗ tốt ở ngoài sáng. Lại thêm sở hưu không phải người đại la thiên, y không để ý tới tiếng xấu cấu kết với man tộc. Tuy võ giả đại la thiên đều cảnh giác về man tộc, coi đối phương là dị tộc nhưng không tới mức thù hận, không đến mức không giết không được so với man tộc thù hận giữa chính bọn họ còn sâu nặng hơn ví dụ như bảo thiên la bảo tự chọn rốt cuộc là diệt man tộc hay diệt phạm giáo trăm phần trăm bọn họ sẽ chọn cái sau dưới hạ giới sở hưu bị mọi người gọi là ma đầu đã nhiều năm bây giờ tiếng xấu cấu kết với man tộc cũng không coi là gì cho nên sở hưu thoải mái vung tay nói nhận lễ vật đi mời hai vị ngồi thiêu võ kia mỉm cười đi tới hắn là một trong những tâm phúc mà lão man vương bồi dưỡng hoàn toàn theo phương thức võ giả nhân tộc từ nhỏ đã được bồi dưỡng như vậy cho nên phương thức tư duy gần như giống hệt nhân tộc. Sở hưu này đúng là người thú vị, phản ứng của y giống hệt suy đoán của lão Man Vương. Long Sơn ở bên lớn tiếng hỏi, có rượu thịt không? Yên tâm, bảo đảm cho người ăn no. Sau khi cho người dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, sở hưu xem thử thời gian, giờ lành đã đến, đại điển khai tông có thể chính thức bắt đầu. Sở hưu đứng trong quảng trường Trung ương, trầm giọng nói, chư vị. Vừa nói được hai chữ, bên ngoài đã vang lên tiếng cười to. Người còn chưa tới đủ sao đã bắt đầu, Sở Giáo chủ không chờ nổi muốn khai tông lập phái đến vậy à? Âm thanh kia không đợi đệ tử Cô Luân Ma giáo bẩm báo đã chủ động xông vào, mọi người ở đây lập tức nheo mắt, đều lộ vẻ đam chiêu, người phá đám đã tới. Sở Hưu vừa diệt một đại điện của Phạm giáo xong đã lập tức bắt tay vào khai tông lập phái, có thể nói là xuân phong đắc ý thúc ngựa phi. Dù sao Phạm giáo cũng là tông môn đỉnh cấp đương thời, thân phận địa vị vẫn đó, sao lại khoan dung cho Sở Hưu đắc ý như vậy được? một võ giả trung niên mặc hoa phục có phạm văn màu đen đi vào trong sân phía sau hắn còn hơn 10 võ giả phạm giáo đương nhiên khiến người ta chú ý nhất là trong tay hắn còn cầm một quả chuông lớn khắc đầy phạm văn mọi người ở đây càng thêm đam chiêu người ta khai tông lập phái mà ngươi lại tặng chuông phạm giáo có vẻ thẳng thắn quá mức tế không nhìn đối phương một cái hạ giọng truyền âm cho sở hưu nói sở giáo chủ đây là tô cáp na cung chủ khổng tước thần cung thuộc brahma điện phạm giáo võ tiên lục trọng thiên Khổng Tước Thần Cung là một trong ba thần cung mạnh nhất của Brahma Điện. Sở Hưu khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, "Phạm giáo các ngươi không tự cố gắng, bị ta diệt mất một điện nên giờ định tới lấy lại danh dự, muốn đưa chuông cho ta, các ngươi không sợ sau đó các ngươi cũng không về được ư?" Tô Cáp Na lạnh nhạt nói, "Phạm giáo ta không phải không thua nổi, thua chính là thua, đợi tương lai mới thấy kết quả cuối cùng. Hôm nay ta tới đây là theo quy củ của Đại La Thiên, mọi người vẫn đang ngồi đây, ngươi định làm lơ quy củ của Đại La Thiên hay sao?" quả chuông này chính là trí bảo của phạm giáo ta hồi hồn chung bao hàm cả công cả thủ gõ chuông có thể chấn động thần hồn đối thủ võ giả cấp thấp sẽ bị tiếng chuông này trực tiếp chấn động tới thần hồn bùng nổ dùng để phòng ngự thì chỉ cần trong phạm vi trăm trượng xung quanh hồi hồn chung này bất cứ bí pháp nào cũng không thể ăn mòn được nguyên thần của võ giả chiếc chuông này là lễ vật nhưng sở giáo chủ muốn lấy được nó phải theo quy củ của ta Do chiến ba trận sở giáo chủ mà thắng thì hồi hồn chung là món quà mà phạm giáo ta tặng cho sở giáo chủ ở đây có nhiều môn phái như vậy, có ai tặng quà nặng hơn hồi hồn chung. Tô Cáp Na chợt thấy thi thể thổ giao còn chưa kéo vào xong, vội vàng bổ sung, không tính man tộc, bọn chúng không phải tông môn của Đại La Thiên ta. Trong ba trận này, nếu bên sở giáo chủ thua một trận, chúng ta sẽ không lấy lại hồi hồn chung, phạm giáo ta đã tặng quà, đương nhiên không thu hồi. Nhưng, sơn môn của côn luân ma giáo ngươi chỉ có thể cao ba trượng, trận này, ngươi có dám ứng chiến không? Đối với bất cứ môn phái nào, sơn môn là đại diện cho khuôn mặt bọn họ, hận không thể càng lớn càng huy hoàng càng tốt sơn môn chỉ có ba triệu còn không bằng một môn phái nhỏ đây là sỉ nhục đối với cô luân ma giáo nhưng sở hưu còn chưa hiểu người của phạm giáo có bị điên không mà dám phái một nhúm người tới chỗ hắn gây sự như vậy lúc này sung thu thủy thấy trạng thái của sở hưu có vẻ không đúng dường như y thật sự không biết chuyện này cho nên hắn vội vàng truyền âm giải thích lần này phạm giáo tới đây không tính là cố ý gây sự mà là làm theo quy củ của đại la thiên bao năm qua Đại La Thiên có không ít tông môn quật khởi sau, nhưng muốn được các tông môn lão làng khác thừa nhận, ngươi nhất định phải thể hiện đủ thực lực. Cho nên lúc này có người tặng những lễ vật cực kỳ chân quý, nhưng cũng đưa ra một số điều kiện làm khó dễ. Chủ nhân có tiếp nhận hay không cũng được, nhưng đại đa số tông môn đều tiếp nhận, vì không tiếp nhận thì thể diện của tông môn mới vứt đầu. Sở hưu nhíu mày, đây là quy củ chó má gì vậy? Theo y thấy, người lập quy củ này chắc chắn là một đại tông môn thượng cổ thua mà không gượng nổi. Đại tông môn thượng cổ truyền thừa từ mấy vạn năm trước như vậy, đa số bọn họ đều ẩn giấu tâm tính cực kỳ cao ngạo, có vẻ rất chướng mắt với các nhân tài mới nổi. Nhưng không phải ai truyền thừa càng lâu thì thực lực càng mạnh, cho nên chắc chắn có những tông môn bị kẻ đến sau đả kích, tức giận tới không nhịn nổi nên mới đưa ra quy củ chó má như vậy. Thật ra đây cũng là thua mà không cam tâm, muốn làm cho đối phương khó xử trong đại điển khai tông lập phái, tìm lại thể diện. Ngay trước khi Hàn Giang Thành thành lập và Tinh Hà Võ Viện vừa được thành lập gần đây có cảnh này không? Sung Thu Thủy lắc đầu nói, đều không có, khi Hàn Giang Thành thành lập, chúng ta đều biết không thể ngăn chặn Hàn Giang Thành cuột khởi. Có chơi xấu đối phương một chút cũng vô dụng, còn khiến cho bản thân có vẻ hẹp hòi, cho nên không ai đề nghị như vậy. Còn khi Tinh Hà Võ Viện thành lập, thậm chí bọn họ còn không có kẻ địch. Bao năm qua Mạnh Tinh Hà luôn rất khiêm nhượng, hơn nữa bản thân hắn là trí cường giả cửu trọng thiên, trong tình huống không có thù hận sinh tử, ai dám tới gây sự với Tinh Hà Võ Viện. Lần này ngươi đã đánh phạm giáo một cú rất đau, đau tới mức hận ngươi nghiến răng nghiến lợi, cho nên bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào trả thù chút giận. Thấy Sở Hưu cả nửa ngày không nói gì, Tô Cáp Na cười lạnh nói, "Thế nào, Sở giáo chủ không dám đáp ứng à? Không đáp ứng cũng không thành vấn đề, dù sao." "Đáp ứng chứ, đã là quy củ được truyền thừa trong Đại La Thiên, vì sao lại không đáp ứng?" Phái người ra sân đi. Sở Hưu trực tiếp ngắt lời Tô Cáp Na. Nghe Sở Hưu đáp ứng, ánh mắt đa số các tông môn ở đây đều lộ vẻ hứng thú vì đã rất lâu rồi bọn họ không được chứng kiến cảnh tượng như vậy, có những người thậm chí cả đời chưa từng nhìn thấy. thật ra mấy trăm năm gần đây chỉ có ba tông môn cuột khởi, một là Hàn Giang Thành, Lăng Tư Tông và Hoàng Thiên Các đều thừa nhận địa vị của đối phương, hơn nữa hai phái này hành xử cũng rất rộng lượng, ngược lại không dùng thủ đoạn như vậy. còn một là Đại Thiên Môn, nhưng Đại Thiên Môn am hiểu trận pháp luyện khí vân vân, uy hiếp không lớn, ngược lại còn hợp tác với không ít tông môn, đương nhiên cũng không có ai làm khó dễ bọn họ. về phần tinh hà võ viện nguyên nhân đúng như sung thu thủy vừa nói không ai dám làm khó một vị võ tiên cửu trọng thiên cho nên sở hưu và phạm giáo này là lần đầu mà bọn họ chứng kiến những võ giả đông vực và các thế lực nhỏ chuẩn bị gia nhập côn luân ma giáo cũng quan sát cẩn thận trước đó bọn họ vẫn biết thực lực của côn luân ma giáo rất mạnh thực lực của sở hưu rất mạnh nhưng ngoài những người thật sự tiếp xúc với côn luân ma giáo như cửu phượng kiếm tông những người khác hầu như chỉ nghe tin đồn bọn họ không có cái nhìn trực quan về thực lực của côn luân ma giáo cho nên lần này bọn họ có thể phán đoán lần cuối, đưa ra lựa chọn cuối cùng trước khi gia nhập Côn Luân Ma Giáo. Ở đây có một số người chú ý tới bên Tế Không và Pháp Tịnh. Bọn họ đột nhiên phát hiện quan hệ đồng minh giữa Sở Hưu và Thiên La Bảo Tự có vẻ không quá chặt chẽ. Phạm Giáo tới gây chuyện, đưa ra quy củ của Đại La Thiên, tạm không nói Sở Hưu có nên đáp ứng không, Thiên La Bảo Tự thân là đồng minh, cũng nên lên tiếng. Nhưng kết quả là Tế Không chỉ nói rõ thân phận của Tô Cáp Na rồi không nhiều lời, chuyện này có rất nhiều ý nghĩa. Lúc này Viên cát đại sư và triều hoàng cũng dọn dẹp xong quảng trường, bố trí trận pháp. Lúc này, đại điển vốn vui vẻ bỗng tràn ngập bầu không khí túc sát. Tô Cáp Na muốn mượn ngày đại điển này để đả kích uy danh của một thế lực mới xây dựng như Cô Luân Ma giáo, nhưng lại không biết Sở Hưu cũng đang có suy nghĩ như vậy. Cô Luân Ma giáo mới thành lập, dù sao cũng phải cho mọi người một chút lòng tin mới được. Thực lực của Sở Hưu thì đủ mạnh, chiến tích hủy diệt Vishnu điện cũng rất mạnh mẽ, thứ duy nhất còn thiếu là cơ hội ra tay trước mặt mọi người. Dù sao trăm nghe không bằng một thấy. Tô Cáp Na gọi một võ giả trẻ tuổi tướng Mạo Tuấn Mỹ đi tới, trầm giọng nói, Tát Đa, trận chiến đầu tiên là của ngươi. Sở giáo chủ, phái một võ giả cảnh giới chân đan xuất chiến. Tuy phạm giáo không được chứng kiến thực lực của sở hưu, nhưng đối phương có thể giết chết âm Đà La, bản thân đã chứng minh rất nhiều chuyện. Cho nên lần này phạm giáo phái Tô Cáp Na tới gây chuyện với sở hưu, hắn không định trực tiếp ra tay với sở hưu mà xuất thủ với thuộc hạ của y. Bọn họ không tin thực lực của sở hưu mạnh mẽ thì những người dưới trướng y cũng mạnh mẽ như vậy. Sở hưu đưa mắt nhìn trừ vô kỵ, chọn một ai có thực lực cao trong số võ giả cảnh giới chân đan. Đến vị trí của sở hưu, thật ra y không hiểu nhiều về các thuộc hạ cảnh giới chân đan. Còn trừ vô kỵ luôn quản lý đại la thiên và hạ giới, hắn hiểu nhiều hơn sở hưu. Nhưng trừ vô kỵ lại gãi đầu, hỏi đường nha, dưới trướng ngươi có ai ra mặt được không? Tuy trừ vô kỵ hiểu các võ giả thuộc hạ hơn sở hưu nhiều, nhưng còn chưa hiểu đến mức biết rõ thực lực từng người. Ngược lại vị đường chủ Côn Luân Ma Giáo thường xuyên chém giết trên tuyến đầu như đường nha lại hiểu rõ hơn. Nhưng không đợi đường nha lên tiếng, có người đã nói, giáo chủ, trận chiến này cứ để ta, chắc chắn ta sẽ không thua. Không ngờ người đột nhiên lên tiếng chính là võ giả thủ vệ lúc trước, lúc này quanh người hắn đằng đằng sát khí, tức giận như núi lửa sắp phun trào. Hôm nay là đại điển khai tông lập phái của thánh giáo bọn họ, là ngày lành tháng tốt, hắn được phái tới canh gác là đại biểu cho thể diện của Côn Luân Ma Giáo kết quả trước đó giang ra gây sự hắn không xử lý tốt tuy cuối cùng được đường nha giải quyết nhưng hắn vẫn cảm thấy mất mặt còn vừa rồi phạm giáo làm lơ hắn xông thẳng vào chuyện này khiến hắn càng tức giận cho nên lúc này mới bỏ qua quy củ chủ động nghênh chiến sở hưu nhìn về phía đường nha thấy đường nha khẽ gật đầu một cái sở hưu lạnh nhạt nói vậy thì được trận chiến này giao cho ngươi nhưng hôm nay là ngày đại hỷ của cô luân ma giáo ta Thấy giáo chủ đồng ý võ giả kia kích động cướp lời giáo chủ yên tâm ta hiểu quy củ Ngày đại hỉ không tiện thấy máu ta sẽ chú ý sở hưu híp mắt nói sai sao lại không thể thấy máu có người chủ động tới cửa tế cờ đương nhiên là càng nhiều máu càng tốt tô cáp na cười lạnh một tiếng sở hưu này đúng là ngông cuồng không giới hạn không ngờ lại phái một đệ tử gác cửa tới giao chiến với đệ tử phạm giáo của hắn chẳng lẽ y tưởng bên mình sẽ phái đệ tử bình thường ra trận võ giả cảnh giới chân đan của phạm giáo đi ra gương mặt tuấn mỹ nở nụ cười khinh thường tắt đa đệ tử của cung chủ thiên thần cung trực thuộc Brahma Điện Phạm Giáo. Mau báo tên tuổi của ngươi đi, số võ giả cùng cấp chết trong tay ta không tới 100 cũng phải 80, nhưng không ai là hạng vô danh cả. Thiên thần cung là một trong những thần cung mạnh nhất của Brahma Điện, thậm chí 8 phần 10 số điện chủ Brahma Điện là xuất thân từ thiên thần cung. Đối phương là đệ tử chân truyền của cung chủ thiên thần cung, chắc chắn là Tuấn Kiệt trong thế hệ trẻ của Phạm Giáo. Đệ tử thủ vệ kia lạnh lùng nói, đệ tử huyết nha đường trực thuộc Côn Luân Ma Giáo, Lý Tiểm. Theo giáo chủ trải qua hơn 10 trận chiến, từ tiên thiên tới cảnh giới chân đan, số đầu lâu của võ giả cùng cấp hơn ngàn. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Tiềm đều có vẻ quái dị, chắc là đệ tử cô luân ma giáo này đang khoác loác rồi. Giết chết võ giả cùng cấp và giết được bao nhiêu người là hai chuyện khác nhau. Ngươi dùng cảnh giới chân đan giết tiên thiên, đó là đồ sát chứ không phải giao thủ. Cho nên giết chết hơn ngàn võ giả cùng cấp tức là trải qua hơn ngàn trận ác chiến. Cảnh giới tiên thiên thì giết tiên thiên, cảnh giới thiên nhân hợp nhất thì giết thiên nhân hợp nhất, cảnh giới chân đan thì giết chân đan. Ác chiến với người cùng cấp độ như vậy mà vẫn không chết vừa là cường đại vừa là may mắn, mà hắn còn có thể giết hơn nghìn người, làm sao có thể? Nhưng Sở Hưu biết, các đệ tử cô luân ma giáo khác cũng biết, Lý Tiềm không nói láo, hắn thật sự có chiến tích như vậy. Lý Tiềm này trực thuộc huyết nha đường, trước đó là sát thủ của phân đà thiên tội trong Thanh Long hội, có kinh nghiệm chém giết phong phú. Sau này hắn luôn đi theo Sở Hưu, trải qua hơn 10 trận chiến lớn nhỏ hắn vẫn còn sống đứng ở đây, có chiến tích như vậy cũng không phải là lạ. Tát Đa cười lạnh nói, chiến tích là đánh ra chứ không phải là khoác loác mà ra. Sau khi Tát Đa dứt lời, quanh người lập tức nổi lên một lớp sương mù mông lung hỗn độn. Sương mù hỗn độn đó vặn vẹo sau lưng hắn, không ngờ lại biến thành bốn cánh tay, mỗi cánh tay đều cầm một món binh khí do sương mù hóa thành, đao thương kiếm chùy, sinh động như thật. Mọi người ở đây đều khẽ gật đầu một cái. Đệ tử Phạm giáo đúng là bất phàm, cảnh giới chân đan mà đã có thể khiến cương khí biến hóa sinh động như thật có thể thấy lực lượng và nội tình của đối phương hùng hậu tới nhường nào khả năng khống chế cương khí xuất sắc ra sao nhưng ngay sau đó xung quanh lý tiềm lập tức bộc phát ra huyết khí vô biên những luồng huyết khí đó thiêu đốt kịch liệt dung hợp với ma khí quanh người hắn toàn thân hóa thành lưỡi đao đỏ máu mang theo khí thế chém tan hết thảy đánh về phía tát đa mọi người ở đây lông mày giật này đệ tử của cô luân ma giáo này phát điên à sao vừa đối mặt đã thiêu đốt tinh huyết Tát Đa cũng giật nảy mình. Tuy kinh nghiệm chiến đấu của hắn không nhiều bằng Lý Tiềm, nhưng cũng nhiều lần ác chiến với hòa thượng của Thiên La Bảo Tự. Có điều xưa nay hắn chưa từng thấy có võ giả nào như vậy, vừa gặp đã liều mạng, thế là thế nào? Biến mình thành đao, lực lượng đó sắc bén cường đại, sinh động như thật. Tát Đa đành phải phòng thủ, bốn cánh tay sau lưng chống lại thân hình của đối phương, chỉ nghe ầm một tiếng, cương khí từ tán. Huyết khí sắc bén vô biên xé rách xương mù hỗn độn. Tát Đa vội vàng giơ tay kết ấn, chí cao thiên thần ấn của thiên thần cung ầm ầm đập xuống giáng lên người lý tiềm khiến hắn rên lên một tiếng nhưng hắn lại không học máu mà trên tay lại ngưng tụ ra lưỡi đao đỏ máu càng sắc bén đâm thẳng về phía cổ tát đa ma nhận do lực lượng khí huyết cường đại và ma khí ngưng tụ thành quả thật sắc bén tới cực điểm chậm rãi cắt qua cương khí hộ thể của tát đa nhưng tát đa vẫn điều khiển trí cao thiên thần ấn ép xuống áp lực cường đại đó thậm chí khiến xương cốt trong thân thể lý tiềm kêu lên răng rắc cứ tiếp tục như vậy chắc chắn kết quả là trí cao thiên thần ấn sẽ ép cho lý tiềm thịt nát xương tan còn tát đa cũng bị nhát đao này cắt đứt yết hầu đồng quy vu tận xưa nay tát đa chưa bây giờ gặp đấu pháp quái dị như vậy còn rất nhiều bí thuật phạm giáo mà hắn chưa thi triển nhưng đã bị ép tới nước đường cùng hắn không khỏi tức giận mắng chửi thằng điên ngươi đúng là thằng điên tỉ thí lôi đài ngươi liều mạng làm cái quái gì thân sắc lý tiềm không hề thay đổi lạnh lẽo tới cực hạn chuyện này khiến tát đa ý thức được đối phương thật sự có ý định đồng quy vu tận với mình hắn là đệ tử chân truyền của cung chủ thiên thần cung trực hệ của phạm giáo tiền đồ tương lai không thể ước lượng nổi còn đối phương chỉ là một đệ tử thủ vệ của côn luân ma giáo đồ sứ va vào hũ sành cho dù đánh nát đối phương cũng không đáng tát đa không muốn chết ít nhất hắn không muốn đồng quy vu tận với một kẻ gác cửa thằng điên ngươi muốn chết chứ ta chưa muốn chết tức giận mắng một tiếng tát đa đột nhiên thu hồi trí cao thiên thần ấn tất cả sương mù hỗn độn xung quanh người hắn ngưng tụ trước mặt ngăn cản triệt để lưỡi đao máu của lý tiềm không để nó tiến thêm chút nào nhưng ngay lúc này lý tiềm luôn im lặng không nói một câu lại đột ngột há miệng một mũi tên máu mang theo ma khí vô biên bắn thẳng từ miệng hắn ra trong lúc tát đa dồn lực lượng chống lại lưỡi đao máu không kịp phòng ngự trực tiếp đánh tan đầu hắn chỉ trong chớp mắt chất dịch đỏ trắng xen lẫn đã vung khắp quảng trường thi thể không đầu ngã xuống nhuộm đỏ xung quanh lý tiềm sắc mặt tái nhợt khập khẽnh đi tới trước mặt sở hưu quỳ một chân xuống đất ôm quyền nói thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh lệnh sở hưu khẽ gật đầu nói không tệ không làm mất mặt ma giáo ta câu tán thưởng này của sở hưu khiến lý tiềm đang bị thương không nhẹ nhưng vẫn cực kỳ vui mừng cảm thấy thương tích trên người cũng đỡ hơn một chút trong cô luân ma giáo có mấy đệ tử được giáo chủ tán thưởng như vậy đường nha đi tới vỗ vai hắn nói tiểu tử không tệ ngươi không những không làm mất mặt ma giáo ta mà còn không khiến huyết nha đường của ta mất mặt nhưng sau này phải nhớ không có việc gì thì đừng liều mạng như vậy. Đổi cách khác thì ngươi cũng thắng được hắn, ngươi nói xem, thằng nhóc nhà ngươi còn chưa động tới nữ nhân mà đã chết, có đáng không? Lý tiềm đỏ mặt nói, đệ tử ma giáo, sinh ra vì chiến, không cần nữ nhân. Đường nha lập tức vỗ đầu, quay lại nhìn nhạn bất quy, bất mãn nói, tiểu tử này thường đi theo ngươi đúng không? Ngươi nhìn đi, ngươi dạy hắn thành thế nào rồi, đúng là nghiệp chướng. Nhạn bất quy quay đầu, nhìn đường nha như nhìn thằng ngốc, chẳng muốn nói chuyện bên phía côn luân ma giáo bầu không khí rất thoải mái nhưng mọi người xung quanh lại lặng ngắt như tờ lý tiềm là một võ giả cảnh giới chân đan không đáng để bọn họ kinh ngạc nhưng côn luân ma giáo tùy tiện phái một đệ tử thủ vệ ra cũng có thực lực như vậy sát khí như thế còn có thủ đoạn tàn nhẫn quyết liệt như này đúng là khủng khiếp một lý tiềm không đáng sợ một trăm một ngàn lý tiềm mới đáng sợ lúc này ánh mắt Tô Cáp Na đã cực kỳ âm trầm cung chủ thiên thần cung cũng là võ tiên mình dẫn đệ tử của hắn tới kết quả lại chết ở đây, sau khi về chắc chắn tên đó sẽ gây sự với mình. Tô Cáp Na lại nhìn những người mà mình mang tới, trầm giọng nói, lợi chi kỳ, trận tiếp theo do ngươi, nhớ kỹ, đừng khinh địch. Người trẻ tuổi tên là lợi chi kỳ đứng ra nói, sư phụ cứ yên tâm, trận chiến này phạm giáo ta tất thắng. Vốn dĩ trận thứ hai Tô Cáp Na không định phái đệ tử của mình ra trận. Nhưng thực lực của Lý Tiềm khiến hắn nhận thức được nước của Côn Luân Ma Giáo rất sâu. Để đề phòng vạn nhất, hắn trực tiếp phái đệ tử của mình ra trận tô cáp na có thực lực cảnh giới chân hỏa luyện thần bên phía côn luân ma giáo cũng phải phái một võ giả cảnh giới chân hỏa luyện thần đường nha cười khà khà chư vị hôm nay do huyết nha đường của ta giúp vui cứ giao cho ta đi những người khác nhún vai không tỏ thái độ thực lực của đường nha và nhạn bất quy đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới thiên địa thông huyền hai người bọn họ ra tay là bảo đảm nhất bây giờ đường nha mở miệng chắc chắn nhạn bất quy sẽ không tranh với hắn có vết xe đổ lần trước lần này lợi chi kỳ ra sân lại cẩn thận hơn nhiều, không nói nhảm mà trực tiếp thi triển ngũ sắc thần quang lấp lóe xung quanh, ánh sáng long lánh tới cực điểm. đường nha cười lạnh nói, hoa lệ như vậy khác nào khổng tước xòe đuôi, ngươi định tìm hôn phối à? lợi chi kỳ tức giận nói, đừng nói nhảm nữa. dứt lời, ngũ sắc thần quang trực tiếp đánh về phía đường nha. trong ngũ sắc thần quang này có tới năm thuộc tính cương khí xoắn vào nhau, mỗi loại đều tương sinh tương khắc, biến ảo thành càng nhiều lực lượng, cực kỳ huyền diệu. nhưng ngay lúc này Đường Nha lại cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên xoay tròn, chỉ trong chớp mắt vô số ám khí bắn ra từ người hắn. Thấu cốt đinh, xuyên tâm tiễn, long vĩ tiêu, mai hoa châm, toái cốt thứ, hàng loạt ám khí chi chít bắn tới, như mây đen ngập trời, không thể đếm xuể. Ám khí vốn là thủ đoạn của võ giả cấp thấp, thậm chí một số võ giả cấp thấp của đại phái còn không sử dụng, vì quá mất giá. Tên đệ tử này của cô Luân Ma giáo đã đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần rồi mà còn dùng ám khí làm thủ đoạn công kích chính, rốt cuộc hắn thiếu công pháp tới mức nào nhưng một số cường giả ở đây lại nhíu mày có vẻ đã nhìn ra điều gì đường nha bắn ra những ám khí kia không chỉ có cương khí bám lên ám khí mà mỗi mũi ám khí như có một sợi tơ nhỏ kết nối với đường nha những ám khí này không phải từng cá thể riêng biệt mà là một chỉnh thể nghĩ tới đây thân sắc mọi người đều thay đổi ở đây có bản nguyên ám khí hàng ngàn hàng vạn quả thật đếm cũng không đếm xuể nhưng đường nha lại có thể khống chế toàn bộ rốt cuộc khả năng khống chế cương khí của hắn mạnh mẽ tới nhường nào. Lợi Chi Kỳ không phát hiện ra điều này, ngũ sắc thần quang trong tay hắn chiếu ra, lúc này có hàng loạt ám khí bị hắn trực tiếp quét xuống đất. Tài cán mọn, chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ. Lợi Chi Kỳ vừa chế giễu một câu đã nghe Tô Cáp Na hô lớn, cẩn thận. Lợi Chi Kỳ sửng sốt, nhưng đã muộn. Vô số ám khí tung hoành trên không trung, bao phủ triệt để Lợi Chi Kỳ. Đồng thời, bên trên những ám khí đó, sợi tơ cương khí càng ngày càng to dần, cuối cùng ai cũng thấy rõ. Vô số sợi tơ được dẫn tới tay đường nha, tiếp đó đường nha dơ hai tay kết ấn, lạnh nhạt thốt lên một chữ, phá. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ sợi tơ co lại, trong sân vang lên tiếng nổ cương khí kịch liệt, cùng tiếng máu thịt bị cắt đứt rầm rầm. Ngay sau đó, rất nhiều máu tươi chảy xuống đất, đường nha vẩy ta, những ám khí đó đều được hắn thu hồi vào tay. Lãng phí là đáng xấu hổ, ám khí của ta không phải loại dùng một lần. Khi đường nha thu hồi ám khí, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng trong sân đấu. Phải nói không có gì bất ngờ, lợi chi kỳ đã bị cắt thành một đống thịt nát, không dậy nổi. Biểu cảm Tô Cáp Na đã phẫn nộ tới cực hạn, nhưng vẫn nhẫn nhịn không bộc phát. Lúc này Tô Cáp Na đã là đâm lao thì phải theo lao. Thật ra Phạm Giáo chỉ định lợi dụng quy củ của Đại La Thiên khiến Sở Hưu mất mặt, ít nhất không thể để Sở Hưu thoải mái khai tông lập phái. Kết quả hiện giờ thì tốt rồi, bên phía mình chết liền hai người, bọn họ đều là đệ tử trẻ tuổi kiệt xuất, tới phiên phạm giáo bọn họ mất tự nhiên. Cho nên các đệ tử khác cũng nhìn Tô Cáp Na, rốt cuộc bọn họ có ra tay tiếp hay không. Tô Cáp Na chợt cắn răng nói, Đồ Man, lần này tới người Đồ Man là một người cao to nửa thân trên để trần, làn da khắc vô số phù văn, có tu vi cảnh giới thiên địa thông huyền. Đối phương không phải người của Brahma Điện mà là cung chủ thú thần cung trực thuộc Siva Điện. Võ giả xuất thân Siva Điện, chiến lực cực kỳ kinh người, ít nhất bên phía Brahma Điện của hắn không mấy ai thắng được đối phương. Thấy cảnh này, bên phía Sở Hưu lại nở nụ cười khó hiểu. Tới cấp độ Thiên Địa Thông Huyền, hiện tại người bên phía Sở Hưu là mạnh nhất. Thương Thiên Lương còn chưa bước vào cảnh giới võ tiên, hắn vẫn là cảnh giới Thiên Địa Thông Huyền. Ngoài ra Lục Giang Hà, Mai Khinh Liên, Trừ Vô Kỵ, Lã Phụng Tiên, bọn họ đều đã là thần thông. Những người này không có ai dễ chọc, có thể chọn bừa một người cũng đủ để giải quyết đối phương. Thế nên đám người lại đứng đó nhường nhịn. Thương Thiên Lương bĩu môi nói, thậm chí còn chẳng phải nửa bước võ tiên, vô nghĩa, người trẻ tuổi các ngươi tới đi mai khinh liên vẻ mặt ghét bỏ trông xấu quá ảnh hưởng tâm trạng ta không đánh lục giang hà nhìn mấy lần lắc đầu nói Giang dấp cũng cường tráng đấy nhưng là giả mập thôi khí huyết không đủ trừ vô kỵ thở dài thời gian vừa qua ta chạy đi chạy lại giúp ngụy lão mệt lắm rồi chuyện đánh đấm thế này giao cho các ngươi thôi thấy mọi người đều không muốn ra tay lã phụng tiên mỉm cười ấm áp vậy thì được cứ giao cho ta nói đoạn lã phụng tiên kéo thanh phương thiên họa kích trong tay đi tới giữa lồi đài cung chủ thú thân cung đồ man đã bị những lời nói lúc trước làm cho tức tới xì khói giọng điệu của đối phương chẳng khác nào mình là loại rác rưởi bọn họ cũng lười ra tay lúc này thấy lã phụng tiên dung mạo tuấn mỹ vóc dáng cũng không cao lớn lắm đi ra hắn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng tiểu bạch kiểm đi chết đi sau khi dứt lời sau lưng xuất hiện từng hư ảnh dung nhập vào thân thể hắn có cự long có chiến tượng sư tử tiếng thú gầm vang vọng thiên địa Mỗi bước đi đều phát ra tiếng nổ vang, khiến mặt đất chấn động. Lã Phụng Tiên khẽ lắc đầu, ngay sau đó quay người hắn hiện lên ma diễm ngập trời, ma khí cường đại lượn lờ trên người, như phủ thêm cho hắn một bộ chiến giáp được tạo hoàn toàn từ ma khí. Cửu Tiêu luyện ma kim thân, cầm Phương Thiên Họa kích trong tay, sau lưng Lã Phụng Tiên hiện lên một hư ảnh ma thần mờ mờ ảo ảo. Tiếp đó hắn xuất kích chém xuống, lực lượng đó như phá núi mở đường, khiến cả hư không cũng phát ra tiếng nổ chói tai. Ầm, tiếng nổ khổng lồ vang lên đồ man trực tiếp bị đòn này đập thẳng xuống đất không nhịn nổi phun ra một ngụm máu tươi nhìn lã phụng tiên mà không thể tin nổi tiểu bạch kiểm gầy gò này sao có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến vậy hắn gầm lên một tiếng vô số hư ảnh dã thú lao về phía lã phụng tiên nhưng lã phụng tiên vẫn dáng một đòn như trước tất cả đều tan nát trước lực lượng tuyệt đối sau khi chiêu kích thứ ba của lã phụng tiên đánh xuống đồ man đã không thể ngăn cản hai tay vỡ vụn thân thể của hắn rất cường đại nhưng lực lượng của lã phụng tiên lại càng cường hãn thấy kích thứ tư của lã phụng tiên sắp đập xuống tô cáp na biến sắc vội vàng ra tay ngăn cản hai người ra tay lúc trước là của brahma điện cho dù có chết thì lâu na già đại nhân cũng hiểu cho hắn nhưng đồ ma lại là người của siva điện gã điên diêm ma kia mà biết mình hại chết công chủ dưới trướng hắn thì chuyện này không dễ kết thúc như vậy đâu nhưng ngay lúc này tay phải của sở hưu lập tức hành động vòng tay lục đạo luân hồi phát ra tiếng rít chấn động nguyên thần lập tức khiến nguyên thần của tô cáp na bị sung kích thân hình dừng lại chỉ chậm trễ một chút như vậy thôi nhưng đòn thứ tư của lã phụng tiên đã giáng xuống lực lượng khí thế ẩm ẩm bộc phát lên tới đỉnh phong vô song chính kích trực tiếp chém đồ man thành hai nửa máu tươi lại văng khắp quảng trường sở hưu tô cáp Na điên cuồng giống lên một tiếng ánh mắt phủ kín phẫn nộ và sát ý lúc này hắn chỉ hận không thể lập tức liều mạng với sở hưu nhưng hắn cũng biết nơi này là côn luân ma giáo là đại bản doanh của sở hưu hắn mà ra tay ở đây chắc chắn không có phần thắng nửa ngày sau tô Na mới lạnh lùng nói được được được, sở hưu, ngươi được lắm. Hồi hồi chung cho ngươi, bảo quản nó cho tốt, sớm muộn gì Phạm giáo ta cũng đích thân đoạt nó về. Nói xong, Tô Cáp Na định bỏ đi. Nhưng sở hưu lại lạnh lùng nói, ngươi coi cô luân ma giáo ta là nơi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi hay sao? Ta không hứng thú với cái hồi hồn chung bỏ đi này, thôi tặng lại cho Phạm giáo các ngươi. Đưa chuông sớm hay đưa chuông muộn chẳng là đưa chuông, tốt nhất là ta đưa ma cho ngươi ngay lúc này luôn sau không sở hưu dứt lời không ngờ y trực tiếp thi triển pháp thiên tượng địa nắm lấy hồi hồn chung ném về phía tô cáp na không ai ngờ sở hưu chỉ nói một lời không hợp đã lập tức động thủ hơn nữa trực tiếp sử dụng thần thông ngay cả tô cáp na cũng bất ngờ sau lưng hắn lấp lóe ngũ sắc thần quang lực lượng ngũ hành sinh khắc kết hợp phân giải bất cứ lực lượng nào trong thiên địa hồi hồn chung bị lực lượng của tô cáp na và sở hưu va chạm trực tiếp nổ vang nhưng tô cáp na cũng bị đánh bay Tô Cáp Na tu luyện ngũ sắc thần quang tới đỉnh phong, đúng là có thể phân giải bất cứ lực lượng nào. Dù sao trong thiên địa này bất cứ lực lượng nào cũng không thoát khỏi phạm chủ ngũ hành, nhưng ngũ sắc thần quang của hắn lại không cách nào phân giải sức mạnh đơn thuần như pháp thiên tượng địa. Sau ba quyền, toàn bộ khu vực đều chấn động. Tô Cáp Na ngăn cản cực kỳ chật vật. chứng kiến Trần Thanh Đế và Ngụy Thư Nhai ở phía khác đang định ra tay, quanh người Tô Cáp Na lập tức bộc phát ra vài luồng sáng ngập trời, ánh sáng ngũ sắc hợp nhất như một cầu vòng trực tiếp cuốn lấy các đệ tử phạm giáo khác, đạp lên không trung bỏ trốn. Dù sao Tô Cáp Na cũng là võ tiên lục trọng thiên, chưa bàn về chiến lực, ít nhất lực lượng nội tình của hắn thâm hậu hơn hẳn Sở Hưu. Sở Hưu có tự tin giao chiến với hắn, nhưng đối phương một lòng bỏ trốn, y cũng chẳng có cách nào ngăn cản. Tô Cáp Na không phải loại ngu ngốc như Âm Đà La, đánh không lại không trốn, ở lại đối đầu, có liều chết cũng không chịu thua. Thật ra vừa rồi Sở Hưu ra tay với Tô Cáp Na là không hợp quy củ. Theo quy củ của Đại La Thiên trong quá khứ, khi ngươi khai tông lập phái có người tới làm khó dễ, ngươi chống được thì thôi. Dù sao cũng là ngày đại hỷ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nhưng tính cách sở hưu không phải như vậy, ai làm y không thoải mái, y sẽ khiến người đó càng không thoải mái. Quy củ là do con người định đoạt, cái gọi là quy củ trong Đại La Thiên chẳng qua là thứ mà những tông môn không thua nổi trong Đại La Thiên đưa ra, xưa nay sở hưu chưa từng để ý đến. Với thực lực của y hiện tại và thực lực của toàn bộ cô luân ma giáo, bây giờ cho dù y tạm thời làm lơ quy củ, có ai dám làm gì y. Quả nhiên mọi người ở đây thấy sở hưu ra tay, tuy sửng sốt nhưng không có ai đứng ra nói gì. Đảo mắt một lượt qua quảng trường, sở hưu vung tay lên nói, rửa sạch đi. Một loạt võ giả cô luân ma giáo nhanh chóng dọn dẹp quảng trường dính đầy máu tươi. Lúc này sở hưu mới mỉm cười hiền hòa, như không có chuyện gì xảy ra, nói với mọi người, chư vị không cần để ý. Luôn có hạng giá áo túi cơm không muốn người khác sống tốt, nhất quyết nhảy ra gây chuyện trong ngày đại hỷ. Nhưng không sao, lũ côn trùng đó có kêu to nữa cũng chẳng làm được chuyện lớn lao gì. Bây giờ lũ đáng ghét đã bỏ trốn, đại điển tiếp tục cử hành. Sở hưu thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, con đường võ đạo, gập ghềnh rằng rẵng. Khai tông lập phái là vì truyền thừa, cũng là vì tập hợp lực lượng mọi người đi về phía đỉnh cao của võ đạo. Cô Luân ma giáo ta hữu giáo vô loại, bất cứ ai chỉ cần có lòng hướng về võ đạo, muốn đi tới đỉnh phong, đều có thể nhập giáo chúng ta tập võ đạt được lực lượng không phải để khống chế vận mệnh kẻ khác mà là để vận mệnh của mình không bị kẻ khác khống chế. sở hưu nói câu này lập tức khiến cho không ít môn phái nhỏ hưởng ứng. đối với các tông môn nhỏ với thực lực không mạnh quy mô cũng không quá lớn như bọn họ, bọn họ kẹt giữa các đại phái ngày thường tuy hết sức uy phong nhưng thực tế lại không cách nào khống chế vận mệnh của mình. bình thường một khi các đại phái đỉnh cấp đưa ra quyết định sẽ ảnh hưởng tới tương lai của tông môn bọn họ. Sở Hưu nói những lời này là khắc sâu vào thâm tâm bọn họ. Nhìn mọi người xung quanh một cái, Sở Hưu trầm giọng nói, "Mở thánh hỏa." Sau khi Sở Hưu dứt lời, Viên Cát đại sư và Triều Hoàng mở trận pháp, vô căn thánh hỏa trực tiếp xông thẳng lên trời. Khoảnh khắc này, những võ giả của môn phái nhỏ chỉ cảm thấy uy thế của cô Luân Ma giáo rất mạnh chứ không có cảm giác gì khác thường, nhưng những cường giả cảnh giới võ tiên lại biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng trong vô căn thánh hỏa, đó là lực lượng thiên địa tinh thuần nhất cụ thể hóa ra. Thứ này có đặt ở đâu cũng là trí bảo trong trí bảo. Ví dụ như lăng tiêu vô cực ấn của lăng tiêu tông chính là bảo vật tương tự, Như lăng tiêu vô cực ấn là luyện hóa một phần long mạch, xét theo lực lượng chân chính còn không sánh bằng vô căn thánh hỏa. Lần này trong đại điển khai tông, có thể nói sở hưu đã khiến rất nhiều người bất ngờ. Thực lực của bản thân y thì không cần phải nói, có thể giết chết âm đà la, không nên để ý tới cảnh giới của sở hưu. Ít nhất chiến lực của y đã đạt tới mức từ ngũ trọng thiên tới thất trọng thiên còn ba trận chiến vừa rồi cũng thể hiện rõ ràng thực lực của những võ giả Côn Luân Ma giáo, tuyệt đối là người nổi bật trong cùng cấp độ, tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế lực khổng lồ. còn bây giờ vô căn thánh hỏa xuất hiện đại diện cho sở hưu thật sự có tư cách trở thành đại phái đỉnh cấp ở Đại La Thiên, có thần vật riêng của mình, loại lá bài tẩy này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. ví dụ như Hàn Giang Thành, thực lực của bọn họ không yếu, nhưng bọn họ không có thần vực như vậy, tương lai nếu thực lực suy yếu, chỉ có thể bị tiêu diệt nhưng như những tông môn như lăng tư tông và hoàng thiên các đều có lá bài tẩy tương tự như vô căn thánh hỏa hơn nữa còn có phương pháp sử dụng ngay sau khi bọn họ suy yếu vẫn có thể lấy ra uy hiếp người khác đồng quy vô tận ba lần bất ngờ như vậy xuất hiện đủ khiến cho côn luân ma giáo vừa thành lập nhảy lên thành đại phải đỉnh cấp ở đông vực đủ sánh vai với lăng tiêu tông sau đó sở hưu trực tiếp tuyên bố bắt đầu tiệc tùng nhưng đa số mọi người không ăn tiệc cũng không thấy có mùi vị gì chỉ ứng phó qua loa rồi trực tiếp cáo tử, trở về báo cáo tình hình chỉ có Long Sơn của bộ lạc La Sơn là ăn không dứt miệng, thậm chí ăn sạch nguyên liệu nấu nướng mà Cô Luân Ma giáo chuẩn bị cho đại điển khai tông rồi mới bất đắc dĩ bị Thiêu Võ kéo đi. Sau khi người ngoài đi khỏi, những tông môn nhỏ ở Đông vực và những võ giả tán tu vẫn đứng yên tại chỗ, cùng nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Lúc này Lâm Phượng Vũ đột nhiên đứng ra thi lễ với Sở Hưu nói, Cửu Phượng Kiếm Tông ta nguyện gia nhập dưới trướng Cô Luân Ma giáo, trở thành tông môn phụ thuộc của Cô Luân Ma giáo. Thuộc hạ cũng nguyện gia nhập Cô Luân Ma giáo vì cô luân ma giáo vượt mọi trông gai muôn chết không tử gương mặt sở hưu nở nụ cười đáp không tệ từ nay trở đi trong tông môn cửu phượng kiếm tông các ngươi có thể dựng lá thánh hỏa lệnh kỳ của cô luân ma giáo ta sau này cửu phượng kiếm tông các ngươi chính là tông môn phụ thuộc của cô luân ma giáo ta cũng biết thực lực của ngươi ngươi có thể trực tiếp gia nhập trong côn luân ma giáo tùy ý lựa chọn một đường khẩu tiến hành tu luyện tất cả công pháp tài nguyên đều theo như đệ tử chính thức của côn luân ma giáo thấy lâm phượng vũ đứng ra còn được sở hưu tán dương và đãi ngộ như vậy một số trưởng môn tông chủ ở đây hối hận tới mức vỗ đùi. Bọn họ chỉ do dự một chút thôi, không ngờ lại bị một con nhóc giành trước. Nhưng một số võ giả xuất thân phương lâm quận lại cười lạnh không thôi. Các ngươi có giành trước cũng vô dụng. Người ta là bạn cũ với sở giáo chủ, cho dù là người lên tiếng cuối cùng vẫn được hưởng đãi ngộ như vậy. Nhưng có cửu phượng kiếm tông dẫn đầu, những võ giả khác lần lượt cúi đầu, không thể chờ đợi nổi chỉ muốn xin gia nhập côn luân ma giáo. Nhưng chuyện này quá lộn xộn, sở hưu trực tiếp ném cho bọn ngụy lão xử lý. Dù sao bọn họ cũng có kinh nghiệm xử lý những chuyện này, y thân là giáo chủ, phải giữ hình tượng cao ngạo lạnh lùng. Những chuyện diễn ra trong đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma giáo nhanh chóng lan truyền khắp Đại La Thiên. Ba trận ba thắng, còn có thái độ bá đạo của Sở Hưu, cùng với Côn Luân Ma giáo thể hiện lá bài tẩy của mình, tất cả đều chứng minh Côn Luân Ma giáo không chỉ là một đại tông môn vừa thành lập. Uy thế lực lượng nội tình đều đủ để sánh vai với những đại tông môn truyền thừa vạn năm trở lên. Hơn nữa Côn Luân Ma giáo không có thành kiến về môn phái, ai tới cũng không cự tuyệt, cho nên càng thu hút các tán tu và các võ giả của môn phái nhỏ. Chuyện này còn khiến cho rất nhiều võ giả tán tu bên phía Nam vực, Bắc vực cũng chạy tới gia nhập Côn Luân Ma giáo. Đương nhiên bên Tây vực không có, đám hòa thượng kia chỉ chia làm hai phe, ngoài Tây vực ra thì không thể đi đâu sống được, cho nên tuyệt đối không tới chỗ bọn họ. Cực Bắc, Thiên Trụ Sơn, Quan Tình Các Lúc này Thanh Vi Tôn giả Phương Đạo Trần đang thuật lại tỉ mỉ mọi chuyện diễn ra trong đại điển khai tông lập phái của Côn Luân Ma Giáo cuối cùng phương đạo trần tổng kết lại ta cảm giác tên sở hưu kia đã phát hiện bí mật về khí vận khi chúc mừng ta cố ý nhấn mạnh hai chữ khí vận để thăm dò hắn tuy hắn không có bất cứ phản ứng lạ thường nào nhưng ta có thể cảm giác được trong một chớp mắt tâm cảnh của hắn đã có một chút biến hóa tuy chỉ là biến hóa rất nhỏ nhưng trong cảm giác của ta lại như kính hổ nổi sóng hết sức nổi bật nhưng sở hưu kia cũng không phải uy hiếp đối với chúng ta không ngờ hắn lại tuyên bố trước mặt mọi người không chỉ các võ giả tán tu có thể gia nhập cô luân ma giáo những thế gia nhỏ, tông môn nhỏ cũng có thể gia nhập Cô Luân Ma giáo. Nói đến đây, Phương Đạo Trần cười lạnh một tiếng nói, người khác không biết những tông môn nhỏ thế gia nhỏ đó có đức hạnh ra sao, chứ ta còn là gì. Ai nấy đều là cỏ đầu tường, lát mặt lá trái, chỉ cần Cô Luân Ma giáo suy yếu, người đầu tiên chạy chắc chắn là bọn họ. Mạnh Tinh Hà thản nhiên nói, thật ra Sở Hưu biết bí mật về khí vận cũng không có gì là lạ, ta tin rất nhiều người cũng đã biết. Giáo chủ Phạm giáo biết, Thế Tôn biết, Đạo Tôn cũng biết phương đạo trần nghi ngờ nói vậy vì sao bọn họ không ra tay cướp đoạt khí vận vì khí vận vốn nằm trong tay bọn họ sao lại phải cướp mạnh tinh hà vung tay giữa không trung có vô số ánh sao rơi xuống hắn tiện tay chỉ vào một vệt sáng nói đây là khí vận của đạo gia đã được đạo tôn nắm trong tay hắn muốn tranh đoạt khí vận của toàn bộ đại la thiên thì phải đánh bại tất cả mọi người thật sự trở thành cường giả đệ nhất đại la thiên như vậy mới được nhưng bây giờ hắn không thể cho nên có tranh đoạt cũng đâu có ý nghĩa gì không nên quá coi trọng khí vận, những người có thể đi tới đỉnh phong không phải vì khí vận lựa chọn họ mà vì khí vận chỉ có thể chọn họ. Chúng ta đã chậm một bước, cho nên càng phải nhanh chân hơn nữa. Phương đạo Trần hiểu ra, nhưng ngay lúc này Mạnh Tinh Hà lại đột nhiên nói, "Nhưng vừa rồi những gì ngươi nói về chuyện Sở Hưu sáp nhập thôn tính các môn phái nhỏ là sai, ta không tán thành. Chiêu này của Sở Hưu mới là uy hiếp lớn nhất đối với Tinh Hà Võ Viện của ta." Phương đạo Trần ngạc nhiên nói, "Vì sao?" Mạnh Tinh Hà lạnh nhạt nói, "Ngươi nói không sai, những môn phái nhỏ kia không có lập trường, chỉ là cỏ trên tường, nhưng với uy thế của Sở Hưu hiện giờ, bọn họ có cơ hội làm cỏ trên tường không, bọn họ dám chơi trò hai mặt hay sao? Bọn họ không dám, cho nên chỉ cần một ngày Sở Hưu vẫn còn, bọn họ sẽ phải nghe theo, khí vận của họ cũng bị Sở Hưu nắm trong tay. Một vạn năm quá lâu, đại kiếp nạn diễn ra, chỉ tranh sớm chiều. Tương lai ra sao, ta đã không thấy rõ, Sở Hưu lại là người thông minh, hắn đã nắm lấy hiện tại trong tay mình. Phương đạo Trần lập tức trợn tròn hai mắt, vậy phải làm sao tên sở hưu kia uy hiếp lớn đến vậy chúng ta có nên triệu tập đại hội cổ tôn lợi dụng quy củ trong giới cổ tôn để đối phó với hắn không mạnh tinh hà vung tay khiến ánh sao trước mặt tan biến nói không cần vì hiện giờ đang có người hận hắn bằng chết cùng lúc đó trên thông thiên kiếm phong của thiên hạ kiếm tông mộ bạch xương từ côn luân ma giáo trở về vừa gặp la sơn hắn đã lập tức nói tông chủ ta đề nghị tổng tấn công đông vực diệt trừ côn luân ma giáo Mộ Bạch Sương lựa chọn như vậy không phải vì hắn thù hận Sở Hưu, mà vì hắn rất nóng lòng. Ngày nào chưa trừ Sở Hưu, chưa diệt Côn Luân Ma giáo, ngày đó Thiên Hạ Kiếm Tông không cách nào nhúng tay vào Đông vực. La Sơn bình tĩnh nhìn Mộ Bạch Sương hỏi, rốt cuộc ngươi đã thấy gì, lý do đâu? Mộ Bạch Sương luôn rất ít nói nhưng lúc này vẫn thuật lại tỉ mỉ những chuyện mình đã chứng kiến ở cô Luân Ma giáo cho La Sơn. Cuối cùng Mộ Bạch Sương trầm giọng nói, thực lực của Sở Hưu còn chưa cường đại tới mức khiến cho Thiên Hạ Kiếm Tông ta hay Nam vực phải e ngại. Nhưng tốc độ phát triển của hắn thật quá khủng khiếp. Cô Luân Ma giáo nằm ở khu vực Nam Man, không lật tung hắn lên thì tông môn Nam vực ta vĩnh viễn không thể chạm tay vào Đông vực. La Sơn hơi ngạc nhiên nhìn Mộ Bạch Sương, hiếm có ai khiến ngươi e ngại tới vậy. Mộ Bạch Sương trầm giọng nói, Sở Hưu kia đáng cho chúng ta e ngại, đương nhiên nếu tông môn Nam vực chúng ta không có ý vươn tay sang Đông vực, Sở Hưu kia có mạnh hơn nữa thì chúng ta cũng không cần e ngại. La Sơn khẽ lắc đầu nói, xem ra suy nghĩ của các ngươi rất giống nhau mộ bạch sương ngạc nhiên chúng ta còn có ai nữa la sơn không nói gì chỉ vung tay lên một ông lão mặc cẩm bào màu lam nhanh chân đi vào trong điện diệp thành chủ mộ bạch sương lập tức giật mình hắn không ngờ lại thấy diệp duy không ở nơi này không sai người xuất hiện trước mặt bọn họ chính là vị thành chủ đã lâu không xuất hiện trên giang hồ của hàn giang thành diệp duy không trong lúc sở hữu tổ chức lễ mừng khai tông lập phái toàn bộ bốn vực của đại la thiên đến chúc mừng Diệp Duy không lại một thân một mình tới thiên hạ kiếm tông ở Nam Vực, rốt cuộc là vì điều gì, không cần nói cũng biết. Diệp Duy không điềm nhiên nói, mộ kiếm tôn, đến giờ ngươi mới cảm thấy sở hưu đáng e ngại hay sao, đáng tiếc đã muộn mất rồi. Mộ Bạch Sương trầm giọng nói, bây giờ còn chưa muộn, chỉ là vừa vặn. Diệp Thành Chủ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ ngươi định dùng bỏ đông vực. Diệp Duy không đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười đầy phẫn nộ và không cam lòng. Dùng bỏ đông vực, nực cười, đúng là nực cười. Đông vực là đông vực của Lăng Tiêu Tông, là đông vực của Hoàng Thiên Các, nhưng lại không phải đông vực của Hàn Giang thành ta. Xưa nay không phải thứ của ta, sao lại nói là dùng bỏ. Trong lúc sở hưu phát thiệp mời khắp nơi, mời bốn vực tới xem lễ, Diệp Duy Không đã đến thiên hạ kiếm tông. Thật ra, tuy Diệp Duy Không bị sở hưu lừa gạt phải ở lại Hàn Giang thành khiêm nhượng dưỡng thương, nhưng hắn còn chưa nảy sinh ý định dùng bỏ đông vực, liên thủ với võ lâm nam vực. Còn người khiến hắn có ý đồ này, vẫn là chính sở hưu sở hưu thành lập côn luân ma giáo khiến tâm tính diệp duy không hoàn toàn mất cân bằng hắn phẫn nộ hắn không cam lòng thậm chí ghen tị ghen tị với sở hưu ngay trước khi hàn giang thành được thành lập lăng tư tông và hoàng thiên cát đối đầu với hắn hắn và mạnh tinh hà phải liên thủ với nhau mới đoạt được thức ăn từ miệng hai nhà này gây dựng cơ nghiệp hàn giang thành hiện tại lúc trước hàn giang thành đã phải trả giá bao nhiêu thương vong thậm chí chính hắn cũng không nhớ rõ nhưng bây giờ thì sao dựa vào đâu mà sở hưu kia thành lập côn luân ma giáo thậm chí lăng tiêu tông và hoàng thiên các không tới ngăn cản hay làm khó y còn tự mình tặng lễ vật dựa vào đâu tuy diệp duy không không biết vì thời đại khác biệt khi hắn thành lập hàn giang thành là đông vực nội đấu là cướp miếng ăn từ miệng hoàng thiên các và lăng tiêu tông còn bây giờ sở hưu thành lập côn luân ma giáo theo hai đại phái kia thấy như vậy còn là phòng tuyến giúp bọn họ thủ hộ phía nam cho nên bọn họ không bài xích tuy diệp duy không cũng hiểu đạo lý đó nhưng hắn không nuốt nổi cơn giận này nếu xưa nay đông vực không bao dung cho hàn giang thành của hắn không coi hắn là người một nhà vậy vì sao hắn phải tận tâm vì đông vực cái gọi là bốn vực đông tây nam bắc đơn giản chỉ là danh tự địa lý mà thôi hàn giang thành ở vực nào cũng là hàn giang thành không quan trọng la sơn trầm giọng nói diệp thành chủ đã lựa chọn rất sáng suốt thiên hạ kiếm tông ta rất vui mừng đông vực không chứa chấp ngươi nam vực ta thì có thiên hạ kiếm tông ta cũng có thể bao dung với ngươi diệp duy không lạnh lùng nói đây không phải lựa chọn sáng suốt mà là bị ép phải lựa chọn. La Tông Chủ, khi nào Nam Vực tấn công Đông Vực, Hàn Giang Thành ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, nhưng ta chỉ có một chuyện cầu ngài, chuyện gì, giết sở hưu. La Sơn ngừng một chút rồi nói, được. Xưa nay thiên hạ kiếm tông không có tử thù với sở hưu. Nhưng do vấn đề lập trường, trận chiến không chết không thôi này đã được ấn định. Lúc này mộ bạch xương ở bên cạnh lại đột nhiên nói, Tông Chủ, trận chiến này đã là lật mặt, nhất định phải tiến hành nhanh chóng nhưng lăng tiêu tông có lăng tiêu vô cực ấn ngươi nắm chắc được bao nhiêu trước đó thái độ của mộ bạch xương rất cấp tiến nhưng bây giờ thấy la sơn quyết định tổng tấn công đông vực hắn lại đột nhiên cẩn thận hơn lần này khác với quá khứ đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thiên hạ kiếm tông dẫn đầu nam vực dốc toàn lực tổng tấn công đông vực nếu thành công tông môn nam vực chiếm lấy đông vực thế lực tăng cường nếu thất bại tông môn nam vực tổn thương nguyên khí sau này cũng không thể làm gì trong đại thế đại tranh cho nên lần này nhất định phải thật cẩn thận. La Sơn điềm nhiên đáp, đừng lo, ta đã có chuẩn bị để đại phái với lăng tiêu vô cực ấn, ta đã dung hợp thông thiên kiếm. Vừa nghe câu này, mộ bạch xương lập tức biến sắc. Thông thiên kiếm là trí bảo truyền thừa của thiên hạ kiếm tông bọn họ, nguồn gốc của nó rất giống với lăng tiêu vô cực ấn của lăng tiêu tông, là một khối tinh thiết bên trên long mạch chế tạo ra. Dưới hạ giới đã có thông thiên kiếm, được thiên hạ kiếm tông đưa tới đại la thiên, sau đó tôi luyện bồi dưỡng trên thông thiên kiếm phòng phàm nhân không cách nào khống chế thiên địa thần vật hơn nữa thông thiên kiếm còn là sản phẩm của long mạch dưới hạ giới có một số xung đột với đại la thiên mỗi lần sử dụng đều mang tới lực phản chấn rất lớn la sơn cười khẽ nói phản ứng lớn như vậy làm gì thật ra đời này lão phu rất ít khi thất bại ta đã ngồi trên vị trí kiếm đạo đệ nhất thiên hạ hơn trăm năm thiên hạ kiếm tông cũng từ một kiếm tôn là ta kéo dài tới tam đại kiếm tôn đúng rồi giờ là tứ đại tiểu tử dịch quy tà kia cũng đã có danh hiệu kiếm tôn Xét theo lý giải về thiên địa này, ta không bằng thế tôn và giáo chủ phạm giáo, càng không nói tới đạo tôn, thậm chí còn không bằng loại nhân tài mới nổi như mạnh tinh hà. Cảnh giới cửu trọng thiên của ta là dựa vào nhuệ khí lúc trước, cưỡng ép xông phá, trên thực tế là cực kỳ miễn cưỡng. Người khác đều theo đuổi đỉnh cao, còn ta thậm chí còn không thấy đỉnh cao ở đâu. Bây giờ ta đã già rồi, nhân lúc chút nhuệ khí đó còn chưa tiêu hao hết, còn có thể sử dụng thông thiên kiếm. Còn kéo dài, có lẽ ta còn không có tư cách sử dụng thông thiên kiếm. Nhưng chuyện này đương nhiên không thể để mình chúng ta xuất thủ được, còn phải tìm vài người. Thịnh huynh, ta giao cho người thuyết phục hai vị chấn long thần tướng và cổ nguyệt tôn giả. Bọn họ đã có đệ tử truyền thừa, ta sợ lần này không dễ gì thuyết phục bọn họ. Thịnh cửu uyên từ bên trong di ra, mặt không biểu cảm gật đầu nói, được, cho ta một chút thời gian, ta sẽ dẫn họ tới. Mộ bạch xương ở bên cạnh hoàng hốt đứng nhìn, hóa ra trong lúc hắn còn lo lắng cố kỵ, lão tông chủ đã bố trí mọi chuyện nhưng sao cứ có cảm giác như đang bàn giao lại hậu sự mộ bạch sương chợt lắc đầu trầm giọng nói tông chủ vậy bây giờ chúng ta làm thế nào la sơn trầm giọng nói đợi đợi người đến đủ ta đã phái dịch quy tà tới đại thiên môn và chiến võ thần tông lần này tập hợp lực lượng tam đại tông môn nam vực ta và lực lượng của ba vị cổ tôn lại thêm điệp thành chủ của hàn giang thành làm nội ứng nếu như vậy vẫn không thể công pháp đông vực chỉ có thể nói nam vực ta không có khí vận này sâu trong rừng rậm thập vạn đại sơn phía trước bí cảnh của chi phái trấn long và cổ tôn hứa thiên nhai và phương bạch độ nghi hoặc nhìn thịnh cửu uyên không biết vì sao hắn lại đột nhiên tới tìm họ thịnh cửu uyên đã bước vào võ tiên thất trọng thiên chiến lực cao hơn bọn họ một chút cho nên tuy hai bên có giao tình nhưng lại không nhiều hơn nữa thịnh cửu uyên là người tương đối cao ngạo phần lớn thời gian là bọn họ chủ động tới tiếp xúc với thịnh cửu uyên đây là lần đầu tiên thịnh cửu uyên chủ động tới tìm bọn họ thịnh huynh hiếm lắm mới có một lần ngươi tới chỗ chúng ta đến đây nào vào bí cảnh ngồi ta mới chăm được một ít vong ưu thảo trong bí cảnh dùng cái này ủ rượu có thể nói là một ly quên ngàn sầu tuy phương bạch độ nghi hoặc không biết vì sao thịnh cửu uyên lại chủ động tới gặp bọn họ nhưng hắn vẫn khách khí lôi kéo thịnh cửu uyên ngồi xuống nhưng thịnh cửu uyên lại lắc đầu nói hôm nay ta tới không phải để làm khách mà tới mời hai vị cùng tấn công đông vực tiêu diệt côn luân ma giáo lăng tiêu tông và hoàng thiên các hai vị có thể báo mối thù giết đồ đệ ngoài ra sau khi tông môn nam vực chiếm lĩnh đông vực hai vị muốn nhận một số tài nguyên rồi ẩn cư hay trực tiếp khai tông lập phái ở đông vực đều được phương bạch độ và trần cửu long đưa mắt nhìn nhau im không nói gì nhưng thái độ của bọn họ đã nói thay tất cả nếu là lúc trước mối thù giết đệ tử đúng là không đội trời chung nhưng bây giờ ư bọn họ mới nhận hai đệ tử xinh xắn đáng yêu hiểu chuyện lại thông minh thiên phú cũng tốt hơn hai người trước thành tựu trong tương lai thậm chí vượt qua bọn họ nói dễ nghe hơn thì bọn họ đã có ràng buộc không muốn đánh nhau sống chết nữa nhưng nếu nói khó nghe một chút, bọn họ thật sự sợ hãi, bị Sở Hưu đánh cho phát sợ, không dám tới gây chuyện với đối phương. Tuy hai người bọn họ chưa coi là già, nhưng tuổi tác cũng không nhỏ. Đời này có lẽ đã luyện võ đến đỉnh cao, chỉ mong có đệ tử xuất sắc kế thừa y bát. Bây giờ mục đích của bọn họ đã đạt được, sao phải đi liều mạng với loại hung đồ như Sở Hưu. Thịnh Cửu uyên cau mày nói, lần này do Thiên Hạ Kiếm Tông dẫn đầu, Kiếm Tôn La Sơn sẽ ra tay, Đại Thiên môn, Chiến Võ Thần Tông cũng sẽ động thủ cùng ta thậm chí ngay Diệp Duy không thành chủ Hàn Giang Thành cũng làm nội ứng, cơ bản là 10 phần chắc 9, các ngươi sợ cái gì? Phương Bạch Độ cười xấu hổ nói, không phải chúng ta sợ, chẳng qua chỉ cảm thấy không cần thiết mà thôi, Thịnh huynh, ngươi tìm người khác đi. Để Ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để Ad có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.